Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Với giọng văn lý thú hài hước và kèm theo rất là nhiều những lời lẽ mang yếu tố châm biếm, tác giả Mạnh Ninh có lẽ đã xây dựng hình tượng về chuyện ma làng quê một cách khác biệt so với rất là nhiều những người tác giả khác. Và hai câu chuyện ngày hôm nay Mạnh Ninh đem tới cho chúng ta cũng vậy, cùng với một giọng văn quen thuộc, nhưng hai câu chuyện tác giả đã bẻ lái khiến cho nó trở nên hấp dẫn và chúng ta không thể đoán trước được cái kết. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Giữa tiết trời oi bức của tháng tư, quán nước cạnh gốc đa đầu làng của bà Mười hôm nay xôm tụ hẳn. Phần vì trong làng hôm nay mất điện, phần vì có mặt của đám người làm đồng lên đây trú nắng, nên dăm ba cái ghế đầu đã chật kín người. Tiếng ve kêu đinh tai, tiếng bàn tán dâm gian, tiếng quạt mo quạt phành phạch phả ra trong không gian ngột ngạt là mùi mồ hôi, mùi tanh của bùn lầy hòa với mùi đất mới tạo thành một thứ mùi ngai ngái đến lợm giọng. Đám người ấy châu đầu bàn tán đủ thứ thượng vàng hạ cám để mong giết thời gian. Đám người ấy tụ lại thành từng nhóm lẻ, tiếng rì rầm nói chuyện phát ra râm ran. Câu chuyện đó chỉ gói lại thành một khi bà Mười lên tiếng át đi. Có thật hả bác, hay chỉ là lời đồn thôi? Đám đông nghe tiếng hỏi ra giọng của bà Mười thì không ai bảo ai cùng quay đầu lại. Đối diện với bà Mười là một người đàn ông có lẽ làm nghề tải tre trên sông Cái. Cũng dễ nhận ra vì thứ trang phục mang trên người với cái nón rơm to bản, bộ áo đan bằng lá cỏ và đôi lục lạc sâu thành vòng trên cổ rất nổi bật. Người đàn ông nghe tiếng hỏi của bà Mười thì càng ra vẻ bí hiểm tiếp lời. Tôi ngần này tuổi rồi mà còn đi lừa nhà bà làm gì? Thế thì chỉ có là ma nó dắt, chứ người nào lại đâm đầu vào tàu mà chết chứ? Tiếng mà người đàn ông kia thốt ra như một sức mạnh vô hình, kéo cả đám hơn chục người dỗi việc cùng tụ lại giọng tai nghe. Bất đắc dĩ người đàn ông lại phải kể lại tường tận chi tiết sự việc kỳ lạ cho cả đám cùng chiêm nghiệm xem hư thực ra sao. Liệu rằng oan hồn hay ma quỷ có thực sự tồn tại trong cõi ta bà đầy dẫy trầm luân này hay không? Số là trong xóm người đàn ông kia ở, có bà kia làm nghề nhạy cảm. Bình thường người đàn bà đó hay đi làm tối, lúc nào chán thì chuyển sang ban ngày đi móc túi ăn trộm ngoài mấy khu gần đường ray xe lửa ngoài huyện lỵ. Bình thường trong lúc chờ thời, người đàn bà đó hay ngồi tụ tập với mấy mụ hàng nước xung quanh để bàn số đề lắm. Một ngày khi đang nói chuyện khí thế, người đàn bà nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ, ngó chừng mới độ 18-19 tuổi. Cô gái trẻ đó đi một mình, cứ loay hoay ngó nghiêng xung quanh, nên người đàn bà kia tò mò nhìn mãi. Cuối cùng, cô gái đó tiến lại phía hàng rào chắn đường ray, bỏ hành lý xuống rồi trèo qua đó tiến vào trong. Lúc đó thì bà này mới vỡ lẽ là cô này tìm nơi xả nước cứu thân thôi, vì bên trong, dưới chân hàng rào cỏ dại mọc chi chít và cao lắm, có thể che được tới đầu gối. Cũng là chỗ bà ta và mấy mụ hàng nước hay giải quyết nỗi buồn, nên nhát cái là bà nhận ra luôn. Theo người đàn bà đó quan sát và kể lại, thì có lẽ giải quyết xong rồi, nên cô này dậm người đứng dậy và kéo quần lên. Tuy nhiên lúc này chợt xảy ra sự lạ. Cô gái đó cứ đứng đó như trời trồng, rồi mấp máy môi nhìn chừng chừng về phía đường tàu. Từ xa, tiếng rầm rầm của bánh xe cọ sát với đường ray, rõ dần. Tiếng động phát ra đến đình tai nhức óc. Tới đó, mọi người và mấy lão xe ôm gần đấy mới hô lên báo cô ấy biết mà mau chạy ra ngoài. Đoàn xe cứ tiến lại lớn dần, còi hú inh ỏi. Mọi người ai cũng xanh hết cả mặt rồi. Người đàn bà hành nghề gái gọi kia cũng hùa theo mọi người đứng dậy, chạy tới gần bờ rào. Thế rồi, người hét người chửi, vẫy tay các thứ để cô gái biết. Nhưng đáp lại chỉ nhận được nụ cười méo sạch trên khuôn mặt vô hồn của cô gái lạ. Chân cứ chôn chặt tại chỗ chẳng thèm nhúc nhích. Cô gái đứng nhìn mọi người cười trước sự bất lực, thậm chí là bực tức của những người đang cố báo hiệu cho mình.
Thế rồi chuyện gì cũng tới. Mọi việc xảy ra mà chả ai dám nhìn. Đoàn tàu cũng từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Bác tài xế mặt xanh mét bước xuống, tay cầm hai khúc vải trắng lúc nào cũng thủ sẵn đi ngược lại. Lúc này mọi người đã trèo vào bên trong hàng rào đứng quanh thi thể cô gái rồi. Bác tài xế nhìn, rồi đột nhiên chạy lại đoàn tàu khom người ngó vào tất cả các gầm toa tìm kiếm gì đó, rồi đứng lên hỏi một câu quái gì. Còn một người nữa đâu? Mọi người khó hiểu kể lại. Thì chỉ có một người là cô gái nằm đó vào đây đi vệ sinh, rồi không may gặp chuyện thôi chứ không còn ai khác. Bác tài xế lúc đó mới run rẩy nói. Trước lúc xảy ra tai nạn, nhìn từ trên tàu, tôi thấy có hai cô gái đứng với nhau, bóp còi kiểu nào cũng không đi. Vì thắng gấp rất dễ lật tàu, nên tôi chỉ còn cách nhắm mắt thắng từ từ đi tới, và cũng đã cầm sẵn hai khúc vải để xuống quấn xác. Nghe tới đây chắc mọi người cũng biết là chuyện gì rồi, nên im lặng báo công an đến thu dọn hiện trường. Người đàn ông kể đến đây rồi ra mặt nghiêm trọng bảo. Từ đó về sau, tôi biết được cái chỗ này, nó linh lắm. Cứ ai đến cầu cơ xin số gì đấy là đa phần trúng hết luôn. Cuộc trò chuyện bàn tán cứ thế râm ran hẳn lên. Tiếng một người đàn bà độ ngoài 60 cất lên xác nhận. Tôi thì tôi tin vào cái chuyện ma quỷ đấy lắm. Sống chừng này tuổi rồi, tôi còn lạ lẫm gì cái sự ấy. Nói đâu xa, chính bản thân tôi gặp rồi đây này. Giờ không đợi tiếng hối thúc cất lên, người đàn bà chép miệng kể. Cách đây cũng lâu rồi, vào buổi đêm trời mưa khoảng năm 1986-87 gì đấy. Lúc ấy tôi đang ngồi may áo, thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy lại phía nhà mình. Tôi mới tò mò, liền hé cửa sổ ra xem, thì thấy một con lợn mẹ và khoảng 8 con lợn con đang chạy. Tôi tưởng là lợn nhà ai sổng chuồng nên mới lùa theo đến ngã ba đường để đến xóm khác thì chả thấy đâu nữa. Mà lạ lắm các bác ạ. Mấy con lợn cứ sáng sáng như kiểu bôi sơn dạ lên ấy. Một lúc sau giật mình tôi cũng biết là gặp thứ gì rồi nên tiểu ra rồi vút lên mặt hớt hải chạy về. Và từ đó không ai ra ngoài cửa sau 9 giờ tối nữa. Có bà Mười này làm chứng nè. Bà Mười gật đầu xác nhận ngay. Dẫu vậy tiếng tranh cãi ồn ào cứ thế diễn ra. Chỉ đến khi đám người làm đồng đó tản đi và trong làng có điện thì cuộc nói chuyện mới có chiều giảm bớt. Có lẽ chỉ có bà Mười là tiếc hủi hụi vì chưa kiếm chắc tiền nước nôi được bao nhiêu. Cho đến tầm 5 giờ chiều hôm đó, khi mặt trời chỉ còn le lói ánh dương tàn, nghỉ chân ở quán nước dưới gốc cây gạo, Sư Quảng Đại uống vội ngụm nước chè rồi trầm ngâm, đưa mắt nhìn khắp lượt ngôi làng Xuân Đài, đoạn lắng tai nghe tiếng sẩm của cụ Năm Bảo. Những người lang thang, dáng dấp lữ khách thường giỏi một ngón nghề gì đấy. Cụ Năm Bảo cũng thế, không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ, chỉ biết cụ đã ngồi hát sẩm và gắn bó với con đò của mình lâu lắm rồi. Đặc biệt ngón đàn và cái giọng trầm đục nỉ non của cụ thì ai nghe cũng chờn. Tiếng hát sẩm của cụ Năm Bảo khiến Sư Quảng Đại bất động hồi lâu, cảm giác những dây thần kinh như thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên. Cụ Năm Bảo chợt ngừng lại, ngước đôi mắt đã mấy phần mở đục về phía Sư Quảng Đại, bật cười hỏi. Sư thầy đi khất thực về đó hử? Sư Quảng Đại ngừng lần hạt châu, đưa tay lên đáp lễ. A Di Đà Phật, bẩm cụ thưa vâng. Tiếng đàn cụ hay quá, ta nghe mà rung động tâm can mấy phần. Cụ Năm Bảo vuốt ve cây đàn rồi đáp. Sư thầy không biết, trong đàn cũng có hồn phách. Mình vuốt ve cưng nựng nó thì nó mới chịu cho mình cái tiếng nó trong thế. Cây đàn này gắn với tôi lâu lắm rồi. Nhiều khi nó là con, là bạn, là tri kỷ từ hồi nào tôi chẳng biết nữa. Sư Quảng Đại gật gù, mời cụ chén nước chè, rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Mười vẽ vẩy kết quạt phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Độ rầy có ai mời sư thầy đi hóa duyên cúng quẩy gì không? Sư Quảng Đại đang dở chuyện, ngẩn người đáp lại.
A Di Đà Phật. Thưa không bà ạ, trong làng nhà ai có đám hiếu hay có lễ lược gì đấy thì mời nhà chùa đi thôi. Những việc cúng quẩy cúng tế chúng tôi không nhận. Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Mười đưa tay lau đám nước trầu nhễu ra hai bên mép và cất giọng đon đả. Thế hử? Tôi là tôi hỏi thế thôi, bởi độ rảy tôi nghe làng Xuân Đài này có lắm sự lạ lắm. Từ riêng đến giờ mới có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi. Ngôi làng ấy trước giờ tấp nập giao thương, thế mà độ rảy chẳng ai dám qua lại lúc đêm tối. Vắng lặng lắm sư thầy ạ. Đột nhiên bà Mười quay sang cụ Năm Bảo hỏi khẽ. Cụ hay lang thang qua làng ấy, thế có biết căn nguyên ấy làm sao không? Cụ Năm Bảo vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng cụ, từng chữ bật ra như có ai đang bóp nghẹn. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Luật nhân quả có chừa ai đâu hả bà? Cái quạt mo trên tay bà Mười dừng hẳn. Mấy người khách ngồi quanh nãy giờ nghe cuộc trò chuyện cũng xúm hết cả lại. Một người cất tiếng. Cụ nói thế là ý gì hả cụ? Cụ Năm Bảo lắc đầu chua chát đáp. Tôi nói xàm đấy, mọi người đừng để ý. Cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong chuyện này nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghĩ, tôi đi đây. Xếp lại hộp đàn, cụ Năm Bảo bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất nơi đầu con dốc đang ngập trong chút ánh dương cuối cùng, bà Mười chép miệng. Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác ở làng đó nữa. Tội nghiệp, sống đã khổ rồi, chết vất chết vượng thì vong linh tủi lạnh, cô đơn lắm. Sư Quảng Đại nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của cụ Năm Bảo không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ sự này cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy. Trả tiền nước cho bà Mười xong, sư dục hai chú tiểu theo phụ mình sửa soạn tay nải về chùa. Thoáng chốc, bóng của 3 sư đồ đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận rặng tre âm u đầu làng Xuân Đài. Nhìn về hướng ấy bây giờ, nòm rợn hết cả người. Tiếng mấy con bạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối. Sư Quảng Đại sau khi tụng xong tràng chú đại bi trong chính điện, thì lật đật bỏ ra bàn đá trước cửa chùa ngồi. Nhấp ngụm nước chè đắng chát, Sư Quảng Đại trầm ngâm suy tư. Vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng, vừa dõi theo ánh mắt ra khoảng không đen ngòm dịu vời. Theo những gì sư được người làng thuật lại, thì đến giờ tối chẳng ai dám ra đường. Con nít bị bắt ở yên trong nhà. Con đường độc đạo dẫn vào làng Xuân Đài giờ như vô chủ, hoang tàn, lạnh lẽo. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến người ta cảm thấy an tâm nhất, dù là ở bất kỳ nơi nào. Chú Tiểu đang bắc nồi nước tắm. Thấy sư thầy ngồi trầm tư thì bỏ nhanh mấy que củi vào đáy bếp đang bắt lửa, đỏ rực. Đoạn léo đéo chạy ra, rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang giọng suy nghĩ của sư. Lại nhanh miệng hỏi dò. Bẩm thầy, có chuyện gì mà thầy suy nghĩ mông lung thế ạ? Sư Quảng Đại cười hiền xoa đầu chú Tiểu đáp. À gì đà Phật, thế sự vô thường khó đoán. Còn cứ để đó cho thầy, thầy tự làm được. Ngay lúc đó, một chú Tiểu khác ngừng gióng chuông, chạy vội vào bẩm. Dạ bẩm thầy, nãy giờ có cụ Năm Bảo ngồi chờ xin gặp thầy trước cửa chùa. Còn tính báo nhưng thấy thầy đang ngồi ngẫm nên không dám làm phiền thầy ạ. Sao không nói sớm, con đã mời cụ vào ngay cho thầy. Đúng lúc thầy cũng đang có chuyện muốn thỉnh ý kiến của cụ, sư Quảng Đại vội vã. Cụ Năm Bảo ôm cây đàn chậm rãi tiến vào góc sân vườn chùa, rót chén nước chè mời cụ Năm Bảo, sư vẫn không giấu nổi cái vẻ hoài nghi. Cụ Năm Bảo không nói gì, uống cạn chén nước. Sư Quảng Đại vẫn không hỏi gì thêm. Đôi tay thoăn thoắt lại rót đầy cho cụ. Cụ lại bưng lên uống khẳng khái.
đặt chén nước chè còn đọng ấm hơi xuống, cổ năm bảo ôn tồn. Chắc sư thầy có nghe chuyện ma quỷ của làng Xuân Đài rồi hứ? Sư thầy cung kính. A-di-đà-phật, bẩm cụ tôi có. Thú thật tôi cũng đang phiền vì chuyện ấy đây. Cụ biết cửa chùa Thanh Tịnh một lòng mở cửa từ bi xóa bỏ lỗi lầm. Phạm có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oán khí tích tụ mà nên. Tôi thiết nghĩ làng Xuân Đài rơi vào năm hạn hoặc có vong linh quấy quả. Vong linh này chắc chắn có chuyện oan trái. Ngặt một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên giải ngộ cho nó được. Sư thầy tu tập Phật Pháp hơn 30 năm mà cũng tin có ma quỷ. Cổ Năm Bảo hỏi giọng chắc nịch. À gì đà Phật, bẩm cụ có chứ. Phàm là người đều có phần hồn, phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Cổ Năm Bảo chưa kịp đáp lời thì bên ngoài cổng đã có tiếng gõ cửa gấp gáp. Chú Tiểu nhanh chân chạy ra rồi đưa vào một người đàn ông ngó chừng ngoài 70 tuổi. Người đàn ông tóc búi cổ hành, áo gấm quần the, đầu đội khăn xếp ra chiều uy nghi lắm. Thoáng thấy sư thầy, người đàn ông nhanh chóng thưa bẩm. Lạy thầy, thứ cho tôi mạo muội gõ cửa trốn thiền môn đêm hôm thế này. Mồ Phật, thưa bạch thầy, có gì mạo phạm đến nhà chùa, mong bạch thầy rộng lượng xá cho. Sư Quảng Đại ôn tồn chắp tay hành lễ. A-di-đà-phật, nhà chùa luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sanh. Nếu cụ thấy tìm đến cửa Phật mà nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì. Ông cụ mới đến có nét mặt phúc hậu. Nghe sư Quảng Đại nói thế thì hỏi dò. Bạch thầy không hỏi tôi tại sao lại gõ cửa chùa vào giờ này sao? Sư Quảng Đại đót cho cụ một chén trà rồi đáp. Vạn vật đều có căn nguyên. Nếu cụ muốn giải bày, ắt hẳn thí chủ sẽ lên tiếng, đâu cần bần tăng mở lời. Tiếng sư Quảng Đại nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, nhưng nét mặt của cụ già mới đến vẫn còn hẳn lên chút e sợ. Ngừng lại mấy giây cho vị đắng chát lùa khắp khoang miệng, cụ già mới khẽ cảm thán lên tiếng. Bạch thầy, tôi là Ngạc, vốn là trưởng làng Xuân Đài. Này nghe cao danh quý tính của thầy đã lâu nên mạo muội gõ cửa cầu cứu. Mong thầy mở lượng hải hà mà cứu làng tôi qua cơn bí cực. Sư Quảng Đại cười hiền, tay lần hạt châu, lời lẽ khiêm nhường đáp lễ. A-di-đà-phật, mời cụ cứ nói. Cụ Ngạc chậm ngâm mấy giây rồi bắt đầu đưa sư thầy cùng cụ Năm Bảo vào dòng ký ức xưa cũ. Không, đúng ra cơn hoạn nạn đó bắt đầu với làng cụ từ cách đây đúng tròn 100 ngày. 3 tháng trước, lúc ấy cụ Ngạc đang cùng mấy vị chức sắc trong làng bàn tính về việc cải tạo con đê vì mùa mưa sắp đến. Mưa ở cái vùng có địa thế trũng này thì rất nhanh sẽ biến thành lụt. Nếu con đê đầu làng không được gia cố thì mất mùa là chuyện chắc chắn xảy ra, không cần bàn cãi. Cả đám 5-6 người đang ngồi bàn tính ở nhà trước thì bỗng thấy ông Tử là chân giữ đền đang phơi mấy bộ đồ tế lễ ở bên hông nhà, hốt hoảng chạy vào, kêu cả đám trốn hết đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên thấy ông Tử, một người đàn ông ngoài 80 tuổi, vốn nổi tiếng điềm đạm, lại có thái độ như vậy thì cả mấy người cũng hoang mang lắm. Theo phản xạ tự nhiên, ai ai cũng chạy biến vào trong nhà, khép chặt cửa nẻo. Chỉ thấy ông Tử lúc đó mặt cắt không còn giọt máu rồi, chạy lại bàn thờ, ôm bức tượng Quan Âm nhỏ, chạy vọt vào trong buồng trốn, chứ không kịp khóa cửa luôn. Mấy người đàn ông qua cơn giật mình thì chợt ngây người nhìn nhau. Chưa kịp cất tiếng hỏi han thì bên ngôi miếu canh nhà bỗng nhiên phát ra tiếng chén ly bể loạng xoạng. Ban đầu là một hai cái riêng rẽ và từ từ, càng về sau càng nhiều. Tiếng càng lớn cứ như ai đó hất hết cả bát hương xuống đất vậy. Cả đám giật mình, nghẹn họng không phát ra tiếng. Cuối cùng sau giây phút kinh hoàng đi qua, mọi thứ cũng dần trở nên yên tĩnh. Cụ Ngạc cùng mấy người mới cẩn thận bước sát lại cánh cửa,
ghé mắt nhìn sang ngôi miếu mà nghe ngóng. Ông từ lúc này mới run rẩy đi ra, trên tay vẫn ôm khư khư bức tượng Phật. Ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu không nói, khuôn mặt vẫn rộ lên nét kinh hoàng, tựa hồ cát không ra giọt máu nào. Sau khi hoàn hồn, cả đám lục tục kéo nhau sang ngôi miếu để tìm hiểu sự việc. Cảnh tượng lúc đó đúng y như cụ Ngạc hình dung. Tất cả bát nhang trên bàn thờ lúc này nằm hết dưới đất vỡ tan tành. Cả đám cảm thấy rùng mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy, vẫn hò nhau ở lại quét dọn phụ ông Từ, rồi cả đám xách mảnh vỡ ra trước bỏ. Lúc đi ngang sân, cụ Ngạc mới để ý thấy tượng Phật Bà nằm dưới đất, cũng bể ra làm nhiều mảnh. Vốn là người vô thần, chỉ tin vào luật nhân quả, nên cụ Ngạc cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vừa mới quăng mảnh vỡ bát hương ra mảnh đất sau ngôi miếu, thì cụ lại bàng hoàng đứng tim khi nghe tiếng mấy vị chức sắc la lên phía bên hông nhà, nên chạy tới. Cảnh tượng kỳ quái tiếp theo lại hiện ra. Tất cả quần áo dùng để làm lễ tế được ông Tử đem ra giặt sạch và phơi. Bây giờ một số thì nằm vương vãi dưới đất, số còn lại còn trên xào, nhưng toàn bộ đều lấm tấm bẩn hết, cứ như tay ai đó bẩn cố tình lau lên vậy. Tới đây thì cụ Ngạc vọt về luôn, khỏi chờ ai hối thúc. Sự Quảng Đại nghe đến đây thì gật gù trầm ngâm. A-di-đà-phật, quả là có sự lạ của ạ. Cụ Năm Bảo thốt lên. Thế rồi mọi sự nó ra làm sao? Cụ Ngạc trong mày tiếp. Bẩm thầy, bẩm cụ đây, sau lần ấy làng tôi xảy ra nhiều sự lạ lắm. Sự Quảng Đại đót thêm cho cụ Ngạc một tách trà, rồi im lìm chờ đợi. Ánh mắt mở đục cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại, cụ Ngạc tiếp tục giọng suy tư về ngôi làng mình. Đêm hôm ấy cũng tầm khoảng 11-12 giờ, ông Sử đi nhậu khuya lúc ấy mới về. Ông Sử này thì làng xóm chẳng ai lạ vì say sưa quanh năm. Hễ nhà nào có đám ma đám cưới thôi nôi đầy tháng mà có hơi rượu là ông ta có mặt liền. Ông Sử say bất chấp ngày tháng, nhưng được cái chẳng bao giờ phiền hà đến làng xóm bao giờ. Cứ say là ông ta ngủ, ông ngủ bất chấp địa hình, thời gian. Đám người đi chợ tỉnh sớm có khi bắt gặp ông Sử ngủ vắt chân ở con mương, có khi lại nằm ngay gốc đa đầu làng, nơi có quán nước của bà Mười dựng lên. Cũng có khi là ở ngay trên mấy nấm mồ còn thơm mùi xi măng. Lạ thay, đêm hôm đó dù uống bao nhiêu, ông Sử cũng vẫn tỉnh như thường. Lạt đặt trở về nhà khi trời đã ngả một màu đen như mực. Khi đi tới gần cổng làng, ông Sử giật mình, thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc để qua mặt, ngồi ngay dưới gốc cây tre. Ông Sử nhìn nhầm là mấy đứa trẻ trong xóm nên ra hỏi thăm, vừa cất tiếng hỏi: mày là con cái nhà ai mà đêm hôm ra gốc tre ngồi xếp bằng thế hở? Không sợ mà nó bắt à? Bất thình lình người phụ nữ ấy ngước mặt lên nhìn. Ông Sử tái mặt khựng lại vì đập vào mắt mình là một khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, lưỡi lẻ ra xuống tận mép cằm đang nhìn ông và cất tiếng cười the thé. Ông Sử sợ quá ngất đi. Khi tỉnh lại thì được thấy mình nằm trong nhà ông Quý rồi. Ông Sử hoảng hồn khi nghe mọi người kể lại là vợ ông đi tìm thì thấy ông nằm ở giữa đường, nên mau mại dìu ông vào nhà ông Quý ở gần đó cạo gió cho tỉnh ngủ. Khi ông Sử hoàn hồn, mấy người tiến lại gặng hỏi: làm cái gì mà nằm lăn quay ra đó ngủ thế bác Sử? Hay lại say đế phóng? Ngay lập tức cả đám hoảng hồn vì giọng ông Sử cứ the thé như giọng phụ nữ. Trả nhà cho tao, trả nhà cho tao. Kinh dị nhất là đôi mắt ông Sử lúc này không thấy lòng đen đâu. Mấy người làng sợ quá liền sang gọi thầy Nhiệm sang. Thầy Nhiệm là thầy cúng trong làng. Khi nghe tin ông Sử xảy ra chuyện thì ngay lập tức cắp cháo lao sang mà quên cả xỏ dép. Thầy Nhiệm cũng là một thầy cao tay ấn, mới xem thì biết ngay ông Sử bị ma nhập. Thầy Nhiệm liền gọi mấy người nữa sang khiêng ông Sử về nhà. Lạ thay, bốn người đàn ông lực lưỡng như thế không nôi nổi một người đang say rượu. Cố gắng mấy lần đều bất lực. Thầy Nhiệm định thần mấy giây rồi tách đám người trở ra, quay về nhà. Khoảng 3 phút sau đã trở lại,
trên tay cầm chặt theo cái lọ nhỏ, rồi chỉ tay vào mặt ông Sử quát lớn. Quân bay đâu? Lôi con kia về nhà cho thầy. Lạ lùng thay, ông Sử như kiểu có người xách vai, đi như không vậy. Đám dân làng thấy lạ nên ùn ùn kéo nhau đi xem náo động. Vừa về đến nhà thì thầy Nhiệm đột ngột thét lớn. Vong kia, mày là ai? Sao lại quấy quả người này? Không khai rõ ràng, đừng trách thầy đánh cho phi hồn tán phách. Ngay lúc đó ông Sử ôm mặt khóc rưng rức, rồi đáp bằng giọng đàn bà ban nãy. Lạy thầy, năm xưa con chết đói, gia đình đem vất bên vệ đường, đói quá không có gì ăn. Thầy Nhiệm gật gù đoạn đi vào trong nhà, đem một bịch nở ra bảo nó ăn. Bịch nở to vậy mà khoảng 5 giây sau đã teo khô hết. Rồi thầy Nhiệm làm phép siêu độ, bảo gia đình cúng rằm mỗi tháng cho nó mới chịu yên. Cổ Năm Bảo nghe đến đây thì lắc đầu lẻ lưỡi. Sao lại có sự lạ thế nhỉ? Sư Quảng Đại tay lần hạt châu, đáp bằng giọng điềm nhiên. A-di-đà Phật, phàm là chúng sinh sau khi thác không có ai thờ cúng, thì vong linh sẽ lẩn khuất không chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Những vong hồn ấy sẽ biến thành ngạ quỷ đói khát lang thang trốn hồng trần của ạ. Cũng bị nhẹ đó mà sinh ra tập tục gọi hộ người chết đường chết chợ, chết sông chết suối đó cô ạ. Đoạn sư Quảng Đại thở dài bảo. A-di-đà Phật, cũng may là mọi việc ổn thỏa, cũng giải được một tai ách cho làng cô. Cô Ngạc lắc đầu chua chát. Bạch thầy, chuyện kỳ dị chưa dừng ở đó ạ. Lời kể của cụ Ngạc lại vang lên trong đêm trường u tịch. Bẵng đi một thời gian yên ổn thì làng Xuân Đài lại xảy ra những sự việc kỳ lạ. Làng có ông Tám Thanh thường ngày đi thuyền sang chợ để mua hàng về bán ở chợ huyện. Mỗi tuần chợ huyện mở vào sáng 3 ngày lẻ là ngày mùng 7, 15 và 23. Đường lên chợ huyện lại xa, nếu đi xe máy cũng mất khoảng 1 tiếng. Người đi thuyền đánh hàng như ông Tám Thanh thường là 2 giờ sáng đã bắt đầu đi, vì sợ đến nơi là chả còn ai mà bán cả. Mọi ngày đi thì không sao, nhưng 1-2 tuần nay đi thuyền cứ có một thuyền khác đi đằng trước. Người lái thuyền đó đội mũ, mặc quần the, áo dài, tóc búi củ hành theo lối ngày xưa. Ông Tám Thanh tưởng rằng người quê nên mong mỏi đi lên bắt chuyện, nhưng người ấy không trả lời, cứ đi thẳng rồi đến đoạn rẽ con sông là không thấy đâu. Mấy lần như thế rồi ông Tám Thanh về nhà hỏi thì biết đoạn sông đấy lúc đói kém chết nhiều người lắm. Ông Tám Thanh sau đó sốt ly bì cả nửa tháng, đến khi khỏe lại rất sợ và không đi một vài hôm. Nhưng vì cuộc sống ông Tám Thanh phải cứng rắn lên mới được. Mỗi lần đi ông thường treo một dây tỏi trước và sau mũi thuyền, từ lúc ấy mới không thấy gì nữa. Cụ Ngạc ngừng lại mấy giây cảm thán rồi mới tiếp lời. Bạch thầy, nhưng chuyện đó chỉ là mấy chuyện vặt thôi. Sự việc kinh hoàng nhất phải kể đến chuyện của gia đình ông Thuần, thầy ạ. Sư Quảng Đại ngồi im chờ đợi, tiếng trầm khàn lại cất lên đều đều, làm cụ Năm Bảo như muốn ngừng thở để lắng nghe cho tường tận. Khoảng 2 tháng trước, chuyện kỳ quái tiếp tục xảy ra với ngôi làng này, bắt đầu từ cây gạo cổ thụ. Cụ Ngạc là người già nhất làng, được các bậc tiền nhân đi trước kể lại về nguồn gốc của cây gạo này. Đó là một cây đại thụ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Cây cao khoảng 20 mét, 7 người đàn ông vòng tay qua mới hết gốc cây. Theo những gì mà dân làng đồn thổi, thì cây gạo này được trồng vào năm 1800 và được coi là linh vật của vùng này. Mãi đến năm 1921, vùng này mới bị thực dân Pháp đô hộ. Bọn thực dân giết những trai tráng trong làng để hỏi cung. Ai không trả lời là treo ngược cành cây, cắt cổ để máu chảy xuống cho đến chết. Còn thậm tệ hơn là những người ngang ngược bị chúng tùng xẻo, chặt lìa đầu vứt sang lề đường, gây nên bao đau khổ cho vợ con họ. Chiều tối là lại phải đến nhận xác. Dẫu vậy dân làng Xuân Đài thà chết còn hơn là khai ra chỗ hoạt động của cán bộ cách mạng. Cho đến một hôm trời mưa bão,
có người đi buôn gạo về thì thấy hai cái xác người đang tự tử treo cổ tít trên ngọn cây. Do gió lớn cành cây gãy, hai người rơi xuống đập đầu vào đá chết thảm. Hai người đó là người Pháp. Sáng hôm sau, đội trưởng của thực dân Pháp vào hỏi tại sao lại chết. Chúng tưởng người dân ở đây giết họ và đã làm tương tự với cụ trưởng làng. Không ai dám chống lại vì bọn chúng có súng. Đến đêm nghe tiếng hét, mọi người chạy ra xem thì thấy chính tên đội trưởng đang tự mổ họng mình làm đôi, tự tay móc ruột gan, lấy súng bắn đồng đội trong sự ngạc nhiên của mọi người. Dân làng thừa cơ, ai cũng xông vào giết hết bọn chúng để trả thù cho những người bị giết. Khoảng có 80 người bị giết ở đây. Đến khi chính ông cai trị huyện này về điều tra, đã xác thực sự việc và bỏ qua tất cả. Cuộc sống yên bình từ đó. Sau khi giành được hòa bình độc lập, do làm lại đường bê tông cây chắn ngang, xã tổ chức chặt bỏ. Hôm đầu tiên có 5 người được phân công lên chặt một số cành vướng để cưa cây cho dễ. Sở ý một người bị cành rơi thủng đầu, chết trên đường đi cấp cứu. Buổi chặt bỏ được hoãn lại. Làng Xuân Đài phân công lại 6 người và nhắc nhở cẩn thận khi làm việc. Hôm thứ hai, 5 người đến không thấy người kia đâu, liền vào nhà gọi, thì thấy xác người đó đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Trưởng xã cho rằng do trùng hợp nên gọi thêm 5 người nữa là 10 người. Hôm thứ ba, 6 người gần đây đến làm trước thì nghe tin 4 người kia bị xe tải cán chết trên đường tới. Đến lúc này họ mới nhận ra do chính gốc cây gạo kia làm nên và hủy bỏ chặt bỏ cây. Và mời một thầy cúng nổi tiếng làm lễ siêu hồn cho những người đã khuất, làm một ngôi miếu lớn ở ngay gốc cây. Những sự việc đau thương cũng dần ít đi, ngày nào cũng có người thờ cúng và rất thiêng. Nghe nói rất nhiều người xin số đề và trúng hàng trăm triệu. Còn những người dùng vào mục đích lừa đảo thì bị chết rất thê thảm. Cuộc sống dần dần trôi cho đến năm 2000. 2 giờ sáng, bà Thuần là người làng dậy ra chợ bán muối kẻo muộn. Bà đi qua gốc cây gạo thì thấy một người trong tư thế lủng lẳng treo trên cành gần mặt đất. Bà tưởng ma và chạy về kể cho chồng nghe. Ông chồng không tin và đưa bà qua đoạn đó. Đến thì thấy một người con gái trẻ tuổi treo cổ. Ánh trăng rọi vào mặt tăng thêm vẻ kinh sợ. Sáng hôm sau, bác sĩ vào khám nghiệm tử thi thì thấy một cái thai 3 tháng đang ở trong bụng người con gái ấy. Dân làng ai cũng xót thương cho thân phận ấy. Do không có ai nhận nên bác sĩ bảo đưa vào nhà xác trong bệnh viện chờ ngày hỏa táng. Duy nhất người lo sợ là anh bạn, con trai ông bà Thuần. Bạn cứ lảng vảng xem sự việc và mặt mày tái mét khi thấy cô gái. Ai cũng nghi ngờ rằng anh đã gây ra chuyện này. Ông bà Thuần về nhà tra hỏi và bạn đã khai ra mọi chuyện. Số là khi đi làm xa bạn đã yêu cô gái ấy và làm cho cô ấy mang bầu và bỏ về không một dấu vết. Hơn 2 tháng sau, cô ấy đã tra hỏi được nhà ông bà Thuần. Hai người ra nói chuyện và bạn đã từ chối cô ấy. Ông bà Thuần giấu kín chuyện này và không cho một ai biết được chúng. Nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ chấm dứt dễ dàng thế được. Đêm hôm sau, thằng bạn đang trên đường trở về nhà thì phát hiện có thứ gì đi đằng sau mình. Quay lại thì y như rằng là không thấy ai. Hắn thản nhiên đi tiếp và không ngờ rằng thứ đi theo chính là hồn ma cô gái đã treo cổ theo tận về nhà. Sau khi lên giường ngủ, bạn mông lung nghĩ ngợi và tái hết mặt khi nghĩ rằng chính cô gái đã theo mình. Tiết trời đêm không trăng, không một tiếng động, hoàn toàn tĩnh mịch làm hắn có chút hoảng sợ. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn qua khe cửa là tiếng chó tru ngoài kia. Đang hoang mang trong đống suy nghĩ thì một làn gió lạnh thổi vào chỗ hắn nằm làm hắn rất sợ. Bạn nhanh tay kéo hết chăn màn lên che hết người để khỏi phải tưởng tượng những cảnh ma quái. Nhưng chưa kịp ấm thân, hắn đã bị bóng đè. Người hắn cứng đờ và chỉ nhìn được qua khe hở của chăn. Lẫn trong màn sương mỏng vừa ùa vào, hắn chết chân khi nhìn thấy một cô gái đang dắt theo đứa trẻ đứng ngay ngoài cửa, mặc dù hắn đã khóa cửa và cổng từ chập tối. Bóng của cô gái và đứa trẻ cứ thấp thoáng suốt đêm, làm hắn rất mệt mỏi,
và không thể nào nhắm mắt. Hắn nhớ đến lời bà dặn rằng khi bị bóng đè không di chuyển được, hãy tập trung suy nghĩ tới Phật tổ và niệm. Bạn làm như vậy khoảng 30 phút sau thì quả nhiên cử động được. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thời gian đã đổ về 3 giờ sáng. Hắn cố gắng quay mặt vào vách, cố dỗ giấc ngủ để sáng dậy đi làm. Có lẽ quá mệt mỏi nên hắn đã ngủ quên đến 10 giờ sáng mới dậy. Cảm giác thấy toàn thân đau ê ẩm và rất mệt mỏi. Hắn gọi xin nghỉ làm buổi hôm nay. Hắn huệ oải trở dậy ăn gói mì tôm và lên giường để ngủ cho bớt cơn mê mệt. Vừa chợp mắt, hắn lại bị cuốn vào quá khứ. Hắn mơ thấy chính bản thân mình như một con quỷ dữ hại cô gái hiền lành trong trắng. Hắn bàng hoàng ú ớ giật mình tỉnh dậy thì đã xế chiều. Người vẫn còn mệt mỏi nên gắng lết ra đường đứng hít thở cho điều hòa cơ thể lại. Mặc dù lúc ấy đã xế chiều, nhưng quang cảnh vẫn còn rõ mồn một. Bất thình lình từ xa, hắn thấy bóng của một người con gái đang bế theo đứa trẻ đứng, chỉ vào mình. Hắn tưởng là người làng và mặc kệ bỏ vào nhà. Bố mẹ hắn đi làm về thấy hắn mệt mỏi như ốm dậy, liền hỏi làm sao và hắn chỉ bảo là đêm qua thức khuya mà thôi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi lo của hắn ập về. Hắn sợ rằng đêm nay cô gái ấy lại quay về. Thần kinh hắn căng ra tột độ, không ăn nổi bát cơm và lên giường nằm ngủ luôn. Hắn mơ màng ngủ được một lúc thì đã thấy nửa đêm, cảm thấy bụng dạ ấm ách nên thở dài trở dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của nhà hắn được làm ở đằng sau, chỉ có bức tường ngăn cách khu đất hoang chưa canh tác để xây nhà. Đang sung sướng giải quyết thì tóc gáy hắn dựng đứng lên vì một cơn gió lạnh thổi từ đằng sau sộc tới. Trong cơn giật mình, hắn nghe thoang thoáng được chính giọng của cô gái, thành âm u uất thoát tục như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Anh bạn ơi, ra bồng con mình đi. Anh bạn ơi. Hắn run lên vì sợ, cố gắng lết vào nhà chùm chăn. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Hắn biết cô gái ấy lại đến đứng ngoài cửa. Nằm mãi không ngủ nổi, hắn đánh bạo trở dậy thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên che chở cho mình. Thì quả nhiên đêm hôm đó không có chuyện gì lạ. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy rất đông người ngoài cửa bàn tán chuyện gì đó. Hắn tò mò ra xem thì thấy xác một đứa bé sơ sinh bị đập xuống đất ngay trước cổng nhà mình. Cái xác bốc ra mùi thối như cóc chết, thịt da nát bấy, óc lòi hẳn ra một mảng làm ai nấy đều gặp bụng ói mửa. Hắn kinh hồn bạt vía không thể ăn ngủ suốt 3 hôm liền. Người hắn gầy đi thấy rõ và cứ làm nhảm suốt đêm. Ông bà Thuần chỉ nghĩ con mình bị ốm xoàng nên mời bác sĩ về khám. Họ chỉ bảo là do ăn không đủ dinh dưỡng và cho đơn thuốc. Bố mẹ hắn mua đủ thứ về bồi dưỡng cho khỏe lại, nhưng càng ăn càng gầy. Đến sáng hôm sau thì không thấy hắn ở trên giường nữa. Cả nhà hắn tá hỏa chia nhau đi tìm khắp nhà không thấy, tìm khắp xung quanh cũng không thấy. Rõ ràng hắn đang bệnh, người ốm như thế lại đi đâu được. Bà Thuần ngay lập tức nảy ra suy nghĩ bị ma giấu, còn ông Thuần chồng bà lại là người không tin chuyện ma quỷ. Bà Thuần mặc kệ chồng, bỏ vào nhà chính khấn ông bà và gọi hàng xóm tìm, thì khoảng nửa tiếng sau có người thấy hắn chui ngay vào bụi gai. Mọi người chặt bụi, lôi hắn ra ngoài thì thấy trong mồm hắn toàn run và chả hiểu tại sao hắn lại chui vào bụi đầy gai, nhưng người ngợm không hề hấn gì. Đến giờ phút này, ông bà Thuần mới thực sự lo lắng khi nghĩ rằng thứ gì đó siêu nhiên đã làm việc này. Tối hôm ấy, bà Thuần đến nhờ thầy Nhiệm để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với con trai bà. Vừa vào nhà thầy Nhiệm thì thầy đã nhận ra điều gì và bảo: "Bà cứ đợi ngoài cửa, đừng có vào đây." Nói rồi thầy cắp cháp và đi ngay trong đêm hôm ấy. Khi thầy vào nhà thì hắn đột nhiên co rúm, tỏ vẻ rất sợ sệt. Vốn có con mắt âm dương, thầy Nhiệm đã nhận ra sự khác thường nên quay sang bảo: "Xung quanh nhà ông bà có rất nhiều âm khí do ma quỷ đã xâm nhập lâu ngày và dẫn ma đói về quấy phá, làm dương khí tiêu tan nên thằng bạn mới gầy sơ người." Thầy Nhiệm còn bảo sáng mai sẽ làm lễ giải hồn xung quanh và làm lễ cho hắn.
đoạn đưa nước trong lọ cho hắn uống, thì hắn sủi bọt mép và ngủ cho đến sáng. Thầy Nhiệm còn cẩn thận đưa cho mẹ hắn mấy lá bùa để tránh hồn ma bên ngoài thâm nhập, tổn hại cho gia chủ. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, thầy Nhiệm đã có mặt từ sớm và dặn bà Thuần mua đồ cúng, lại dặn mua 2 quả trứng gà mới đẻ luôn thì càng tốt. Sau khi chuẩn bị tất cả, vừa lúc hắn tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần như mọi ngày, thầy Nhiệm đọc câu gì đó vào đốt một lá bùa và hỏi: "Nữ kia, nhà mày từ đâu tới?" Hắn vẫn ngồi đần ra làm nhảm. Thầy Nhiệm lại cất giọng hỏi lại lần hai và vẫn như thế. Đến lần thứ ba thì hắn đáp bằng giọng đàn bà, thanh âm cực kỳ nặng nề, u uất: "Lạy thầy, nhà cháu ở Cao Bằng, cháu là vợ anh bạn. Cháu về đây tìm chồng nhưng bị con quỷ cạnh miếu nó xui khiến cháu tự sát. Nó còn định kéo anh bạn theo đấy thầy ạ." Thầy Nhiệm giật mình hỏi hết mọi sự. Cô gái cũng trả lời đúng như những gì ông bà Thuần biết. Nhưng khi hỏi vong quỷ ở miếu là ai thì cô gái lắc đầu không đáp. Thầy Nhiệm nghe xong thì thở dài và nói: "Số mệnh thằng bạn chỉ nhờ vào cô ấy mà thôi. Tôi không thể giúp hết được, chỉ kéo dài sự sống được một hôm nữa. Nếu tôi đến muộn thì giờ con ông bà đã ra đi rồi. Con ông bà không phải bị hai mẹ con này bắt, mà là do con quỷ ở cạnh miếu kéo đi." Nói rồi, mặc cho ông bà Thuần khóc ngất đi, thầy Nhiệm nhanh chóng làm phép xua đuổi ma quỷ thâm nhập. Hồn cô gái cũng thoát xác và biến mất. Thằng bạn ngất được một lúc mới tỉnh lại, vừa khóc vừa kể: "Lúc cháu ra ngoài hóng gió thì thấy người con gái chỉ mình, bèn ra hỏi sự tình thì cô ấy đưa cho một cái bánh mật, bảo cho ăn, mặc dù cháu không muốn. Vừa ăn xong thì người cháu như lơ lửng ở trên mây, và từ lúc đó đến giờ không biết gì nữa." Sớm hôm sau, có người nhìn thấy hắn đang treo cổ ngay chỗ cô gái hôm nọ. Nhiều người hiểu ra sự việc, ông bà Thuần chỉ ra nhận xác con về an táng và giấu kín không cho người ngoài kẻo to chuyện. Đêm hôm ấy bà Thuần thấy hắn về và dặn là hắn sẽ theo cô gái để hầu hạ cô và chuộc hết tất cả lỗi lầm để mau được siêu thoát, vì hắn sống không bằng chết. Bà vong quỷ làm hại hắn không phải vợ con mình, mà là con quỷ trúng ngụ ở miếu. Cụ Năm Bảo nghe đến đây thì rùng mình bảo: "Có khi nào chính con quỷ ở miếu đó là nguyên nhân làm nạn ma quỷ lộng hành trong làng cụ?" Cụ Ngạc gật đầu nhìn Sư Quảng Đại mấy giây rồi tiếp lời: "Quả thật có sự đó ạ." Sư Quảng Đại đứng dậy, đưa đôi mắt lên tầng không đen đặc rồi thở dài: "À gì đà Phật, trong chuyện này chắc chắn có nguồn cơn gì đây." Cụ Ngạc đắn đo mấy giây rồi bảo: "Bạch thầy, mời thầy ngồi xuống để tôi tiếp tục câu chuyện." Thanh âm trầm khàn một lần nữa kéo sư thầy và cụ Năm Bảo về ngôi làng ma ám. Số là ở làng Xuân Đài mấy tháng trước có một ông ở miền khác đến sinh sống gần chỗ ngôi miếu hoang. Dân làng tò mò đồn nhau là ông này như kiểu bị người nhà ruồng bỏ. Ai trong xóm bắt chuyện cũng chỉ nhìn nhạt rồi lặng im như tờ. Sáng hôm đó đi loanh quanh kiếm miếng ăn miếng ngủ, tối thì mò cua sống qua ngày với chiếc xe đạp Thống Nhất thời chống Pháp. Ai cũng thương và đồng cảm cho ông. Hôm mưa gió trở trời không đi được, hàng xóm thương tình sang cho bát cơm bát canh. Cứ thế trôi đi cho đến một hôm sáng sớm, bà Sậu đi chăn trâu qua khúc sông cạnh căn nhà và ngôi miếu nơi ông tự coi sóc, thì thấy cái xe đạp của ông này ngay bên đường. Bà Sậu nhìn loanh quanh chỉ thấy đôi dép và cái áo khoác rách đã bạc màu, bất giác cảm thấy có sự lạ. Bà mong mải vào gọi mọi người đang bàn tính chuyện đắp đê, trong đó có mặt cụ Ngạc cùng ra xem. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng bàn tán là bị chết đuối, đến khi có người tình nguyện xuống tìm. Tìm khoảng hơn 2 giờ đồng hồ không thấy, cụ Ngạc sai người về mời thầy Nhiệm ra xem. Thầy Nhiệm lấy cái liềm cũ viết lên đó vài chữ và lấy cái áo của ông này vứt xuống đó. Khoảng 1 phút sau thấy mớ tóc nổi lên, vớt xác lên thì cảnh tượng kinh hoàng. Miệng ông ngậm đầy ốc chết, tay chân trương phình, mặt trắng bệch, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Thầy Nhiệm bảo mọi người chuẩn bị tang lễ nhỏ và chôn cất cho xong chuyện. Nhưng không, khi thầy Nhiệm làm lễ siêu hồn lên thì cây hương đang cháy dở liền tàn lụi không một dấu vết trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Thầy Nhiệm nhíu mày rồi đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, thầy bảo mọi người ra về và dặn bà Sậu đúng 12 giờ đêm nay ra đây cùng thầy làm lễ và không được dẫn ai theo. Khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng gõ cửa của thầy Nhiệm, bà Sậu dù hãi lắm nhưng vẫn mặc quần áo nhanh chóng rồi ra làm lễ. Hôm nay trông thầy Nhiệm có vẻ không được vui cho lắm và mang theo một số vật dụng mà trước đó dân làng chưa thấy bao giờ. Ra đến nơi, màn đêm tĩnh mịch và đáng sợ hơn bao giờ hết. Thầy Nhiệm lấy tàn hương và cho bùa đốt cháy, rắc xung quanh mé sông, đặn lập bàn để hoa quả lên làm lễ. Thầy Nhiệm khấn vái lâu lắm, mặt nước né sông vẫn lặng im như tờ. Thời gian cứ thế trôi đi, thầy Nhiệm càng đăm chiêu hơn và bảo bà Sậu dọn đồ cúng đi về. Sáng hôm sau, mọi người sang tìm thầy Nhiệm thì cửa đã đóng, gõ mãi chả thấy ai ra mở. Ai cũng lo chuyện gì đã xảy ra với thầy rồi, nên phá cửa vào và không thấy ai ngoài một số dụng cụ, trừ tà. Tất cả đều đặt câu hỏi rằng thầy Nhiệm đã đi đâu. Đêm đến, những nhà gần đó không ai dám ra ngoài sau 7 giờ tối vì sợ những thế lực đen tối ngoài kia chính ngay cái mé sông gần ngôi miếu đó. Cụ Năm Bầu nghi hoặc hỏi: hay là thầy Nhiệm sợ quỷ vật nên bỏ làng đi rồi? Cụ Ngạc chưa kịp cái lý thì đã nghe tiếng nói oang oang ở ngoài chốn thiệt môn vọng vào. Đúng là ta có đi, nhưng vì việc gia đình ở tỉnh lỵ. Sư Quảng Đại nhìn ra thì thấy một người đàn ông ngó chừng 60 tuổi, ánh mắt tỏa ra cảm giác hiền hậu, nhưng có phần đanh thép nên thầy cũng mến. Thầy Nhiệm tiến vào cung kính rồi thưa bẩm: bạch thầy, con quỷ đó pháp lực cao thâm lắm. Hôm nay tôi qua đây cũng chung mục đích với cụ Ngạc, ấy là thỉnh thầy về cùng tôi làm phép trừ tà. Nhược bằng còn để nó quấy quả thì tôi e còn lắm sự lạ. A-di-đà Phật, đêm nay hai cụ cùng ông đi với ta ra đó. Sư nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Ngồi miếu đầu làng Xuân Đài, lúc nửa đêm heo hút vắng lạnh rợn người, mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất. Phải khó khăn lắm Sư Quảng Đại và ba người mới trong đèn đến được đây, giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Quan sát ngôi miếu bỏ hoang đã mấy tháng này và khúc sông chết chóc một lượt, Sư Quảng Đại lâm dâm đọc một tràng chú rồi lôi trong tay nải ra một lọ tro nhỏ bằng cái chén. Sư thầy vén áo cả ra, nhanh chân tiến lại rắc mé sông và rắc tro của lá bùa xung quanh. Được một lúc, nước ở dưới mé bờ sùng sục như đang sôi và trồi lên một thứ màu đen. Đám trại đình nãy giờ nghe tin ra xem liền khều vào, thì thấy đầu một con rồng đá rong rêu mọc đầy, che hết hai mắt, miệng ngậm viên ngọc xanh đã nứt làm đôi. Tuy vậy, nét mặt Sư Quảng Đại chợt hiện ra nét hoang mang hiếm có. Sư Quảng Đại nhìn cụ Ngạc rồi bảo: A-di-đà Phật, phiền cụ về lấy con dao nhỏ đem ra đây. Cụ Ngạc lật đật trở về, rất nhanh đem ra một con dao cồn, thì đã thấy Sư Quảng Đại chuẩn bị lặn xuống sông rồi. Sư thầy cầm con dao lặn xuống khoảng mấy chục giây sau trồi lên, đem theo một phiến đá nhỏ khắc chữ Hán và để hai chữ lớn ở mặt đằng sau: Đồng Phủ. Cụ Ngạc và cụ Năm Bầu cả kinh khi nhớ ra truyền thuyết về ngôi làng này. Mấy trăm năm trước có vị tướng quân về đây để hưởng nốt quãng đời còn lại của mình và đã cho các nhà sư yểm bùa khúc sông đó cho những con quỷ khỏi thoát ra hãm hại mọi người, lại sai người làng lập miếu thờ tự cho đến giây phút này. Có lẽ người đàn ông sinh sống cạnh đó vô tình đập vỡ đầu rồng và phiến đá nên ma quỷ mới thoát ra. Mấy người vào trong ngôi miếu thì quả thật nhận thấy rồng đã nát đầu, bìa đá đổ vỡ một mảng. Thấy trời bắt đầu đổ mưa, Sư Quảng Đại hối thúc mọi người ra về cùng với nỗi lo sợ không lối thoát. 10 giờ tối hôm sau, Sư Quảng Đại dặn mọi người trong xóm không ai được bén mảng quanh chỗ đó và cùng cụ Ngạc, cụ Năm Bảo và thầy Nhiệm ra để tiêu diệt con quỷ đã tu luyện ở đây hơn mấy trăm năm,
liệu giờ nó đã trở thành vô quỷ rồi sao? Điều đó làm thầy cũng có chút đắn đo. Sư Quảng Đại đưa cho cụ Ngạc chuỗi hạt và bảo ngồi đằng sau đọc kinh và cho uống nước chân hương. Cụ Năm Bảo và thầy Nhiệm được thầy chỉ đạo đặt đầu đồng đá và phiến đá nhỏ lên chốc và vẽ vòng tròn bằng cho tàn hương lên, đoạn thắp hương đốt nến chờ đợi. Khoảng chưa đầy nửa nén nhang, một cơn gió lạnh thổi đến khiến ai cũng phải nổi da gà. Sư thầy và thầy Nhiệm đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với con quỷ mà họ chưa từng gặp bao giờ. Với màn sương lạnh lẽo bao trùm, làm khúc sông tăng thêm vẻ u ám đầy kỳ bí. Liên tiếp những cơn gió lạnh lùa vào da thịt của bốn người, ai cũng run sợ trước những gì đang diễn ra. Thầy Nhiệm đút lá bùa rất lớn đã thủ sẵn ở trong tay. Sư Quảng Đại cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối đầu với nó. Sư thầy biết khi con quỷ giết được người đàn ông kia, người nhìn thấy đầu tiên và cũng là người khai mở địa ngục cho con quỷ đó thoát ra ngoài, thì pháp lực của nó cao thâm lắm. Khoảng 3 nhịp thở sau, bỗng nhiên mặt nước sôi lên sùng sục và mạnh hơn hôm qua. Thứ trồi lên không phải là chiếc đầu rồng đá và phiến đá nữa, mà đó là một thứ đen ngòm to lớn. Thân ảnh đó hình dạng hơi giống người, mình mẩy đầy rong rêu, cổ họng phát ra thứ âm thanh ghê rợn mà bốn người chưa từng nghe bao giờ. Thân ảnh với đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn bốn người và nở một nụ cười bí hiểm đầy man dở. Sự Quảng Đại bắt đầu lâm dâm đọc chú, còn thầy Nhiệm uống một ngụm rượu pha máu chó mực và hỏi con quỷ. Con quỷ gớm ghiếc kìa, ngươi từ đâu tới và tại sao ngươi lại muốn hại người? Con quỷ nhìn thầy Nhiệm rồi gầm gừ vài câu khó hiểu. Đoạn nó lù lù tiến tới chỗ bốn người, nhưng đã bị thứ gì đó vây hãm lại. Đó chính là âm binh của thầy Nhiệm sai khiến. Dẫu vậy con quỷ có vẻ không đau đớn và sợ hãi gì. Nó hét lên một tiếng và đẩy lũ âm binh sang hai bên. Thân ảnh đen ngòm lao tới định vồ lấy thầy Nhiệm. Thầy Nhiệm nhanh tay ném lá bùa tập máu chó mực và cho một mồi lửa kèm theo đám âm binh kẹp con quỷ đó. Con quỷ bốc cháy dữ dội, người đó chảy ra chất gì đen ngòm, hôi thối. Nhưng do đã ở dưới đáy sông mấy trăm năm, sức của lũ âm binh và lửa không là gì đối với con quỷ đó. Nó vung người hai lần, thầy Nhiệm bị hất bay sang bụi cỏ. Dường như sức mạnh của nó không phải là hồn ma hay đi dọa người nữa. Giờ nó chính là quỷ thực sự rồi. Con quỷ ấy hiểu để chiến đấu với sư thầy và thầy Nhiệm thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nó lao tới chỗ cụ Năm Bầu và chuẩn bị nuốt hồn cụ. Khi người nó chưa kịp chạm tới tay cụ Năm Bầu thì bất thình lình sư Quảng Đại mở mắt, lấy một thứ bột màu đỏ hất vào mặt nó. Con quỷ lùi lại và hét lên làm rung động không gian quanh đó. Trong lúc con quỷ đang trong cơn đau đớn, thầy Nhiệm đã làm một động tác mà sư Quảng Đại mãi mãi không thể quên. Với khóe miệng ọc ra dòng máu đen đặc, thầy Nhiệm lao mình cùng con quỷ xuống sông. Chợt nhớ ra điều gì, sư Quảng Đại đã lấy hết sức lôi cụ Năm Bầu và cụ Ngạc ra một chỗ thật xa. Ngay lập tức, chỗ mé sông lóe sáng và nổ một tiếng nổ lớn như sét đánh ngang tai, nước bắn lên tung tóe. Cho đến sáng hôm sau, dường như mọi chuyện đã xong, nhưng thầy Nhiệm đã ra đi mãi mãi. Sư Quảng Đại thì im lặng trầm ngâm. Chuyện đêm hôm đó không ai biết cả, vì trong khoảng thời gian đó nếu người nào nhìn thấy mọi chuyện và nói ra cho người khác biết thì sẽ có một hậu quả đau thương làm sao. Ngược dòng thời gian về đêm hôm trước khi diễn ra trận đánh. Đêm hôm đó bốn người trở về chùa, ngồi lại bàn chuyện tính kế và đàm đạo lại chuyện xưa. Sư Quảng Đại với ánh mắt hiền từ khẽ nhìn thầy Nhiệm hỏi. À gì Đà Phật, phải chăng ông có nỗi canh cánh nào trong tâm can chăng? Thầy Nhiệm gật đầu đáp. Bạch thầy, 30 năm trước khi đã đi học nghề trừ tà, tôi là một người lính. Sau khi trở về nhà và đem về một số cây ngải quý hiếm nhất, vì cha tôi là một người thích sưu tầm ngải độc về làm cảnh. Nhưng tôi không biết rằng chính điều này đã gây ra một mối tai họa lớn cho gia đình ấy. Thở dài một hồi, thầy Nhiệm nói tiếp. Đêm ngày rằm tháng 7, tôi đi nhậu với bạn bè cho đến sáng mới trở về. Tôi tận mắt thấy xác của mẹ tôi, cha tôi
và cả đứa em chưa ra đời của tôi nữa đang nằm chết la liệt dưới gốc cây huyết ngải. Tôi đã định tâm suy nghĩ và hiểu được rất nhiều người phải chịu hoàn cảnh như thế. Và tôi đã từ bỏ bạn bè, từ bỏ quê hương đi học nghề trừ tà để giúp người. Mặc dù làm nghề này sau khi chết sẽ bị người âm quở, vì đó là điều hiển nhiên. Sư Quảng Đại thở dài. À gì Đà Phật, người chết cũng có mục đích như người sống vậy. Họ chắc phải lưu luyến điều gì đó cho nên mới ở lại trần thế. Thầy Nhiệm gật đầu đáp. Sau nhiều năm học nghề, tôi đã đi trừ tà ở nhiều nơi và tích hợp nhiều kinh nghiệm. Nên vì thế sư phụ của tôi đã đưa cho tôi quyển sách gia truyền về trừ tà và tin tưởng trao nó cho tôi. Lại dặn tôi chỉ khi thu nhận đệ tử mới mở nó ra xem. Tôi nhớ lời dặn đó và chỉ thu nhận một đệ tử ở làng mà thôi. Một lần mở trang cuối của quyển sách cũ ra xem, tôi bất ngờ khi đọc những dòng chữ chuẩn xác và đúng đến từng chi tiết những việc tôi đã đi đâu làm gì. Những tiên đoán cực kỳ chuẩn xác, tôi liền đọc tiếp và nhíu mày khi đến đoạn vào năm con 62 tuổi, con sẽ phải trải qua một biến cố lớn. Hãy sử dụng thứ bên trong túi này. Sau đó không còn viết gì về tôi hết. Sư Quảng Đại cảm thán gật đầu. Thầy Nhiệm tiếp lời. Tôi suy nghĩ và chấp nhận điều đó. Cuộc đối đầu với con quỷ này chắc chắn phải có một người xuống chỗ mé sông để trấn yểm lại con quỷ từ mấy trăm năm đó. Nhưng chúng ta cần dương khí dẫn dụ nó lên. Cụ Ngạc và cụ Năm Bảo nghiến răng gật đầu đồng ý. Và quả thật thầy Nhiệm đã làm điều đó. Trong lúc con quỷ bị thứ bột đỏ của sư Quảng Đại làm đau đớn, thì thầy Nhiệm đã uống hết thứ bên trong túi vải ở quyển sách cũ ấy và cùng con quỷ xuống sông, yểm nó không được lên hại người trần thế. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đó chính là trách nhiệm của người trừ tà. Thời gian thấm thoát trôi đi được 3 năm, cùng cuộc sống yên bình, làng Xuân Đài mở một ngôi chùa và mời các nhà sư đến dự. Có một nhà sư đi qua chỗ này và bảo mọi người hợp sức thu phục con quỷ đến với Phật Tổ để nó được đầu thai giảm nhẹ tội khi xuống địa ngục. Có 6 vị thiền sư đều đã trên 70 ngồi tụng kinh và nối sợi dây màu vàng xung quanh với nhau. Tụng liền 3 ngày 3 đêm, cuối cùng con quỷ đã được giác ngộ và về ngôi chùa. Sau một thời gian ở chùa, con quỷ đã trở lại hình dạng linh hồn người và kể đầu đuôi cho sư Quảng Đại nghe câu chuyện. Vốn dĩ xa xưa con quỷ tên là Lưu Tử, là một chàng thanh niên làm lính cho Trung Quốc thời đó. Lưu Tử cũng không muốn chiến tranh nên khi ra trận chưa từng làm hại ai bao giờ. Sau khi bị giặc đánh đuổi, anh cùng vợ con trốn chạy về phương Nam và đó chính là làng Bến Hòa bây giờ, sống một cuộc sống ẩn dật. Dân làng cũng đối xử tốt lắm. Cho tới một ngày, có một đám cướp phát hiện ra ngôi nhà của anh có của cải. Nhân đêm mưa gió tối trời, 8 tên cướp lẹn vào vơ vét sạch tiền bạc, giết vợ con anh và đốt hết ngôi nhà nhỏ trong khi anh đi đốn củi. Lưu Tử một thân một mình mang nỗi hận tìm đến hang ổ đám cướp chiến đấu và đã bị cướp bắt. Chúng treo ngược anh lên cái giếng và cắt cổ anh cho tới chết. Anh căm thù người ở đây và đêm đêm dọa người đi qua chỗ này, cho tới khi một vị tướng quân về làng và sai người phong ấn chỗ giếng đó cho tới bây giờ. Và đó cũng là tất cả nguồn cơn của ngôi làng dạo đó. Chúng ta vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe thêm một tác phẩm nữa cũng của người tác giả này quý vị nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm. Làng Bến Hòa 8-9 phần dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Một màu đen ảm đạm đến thê lương khi cơn mưa đêm ập tới bất ngờ, làm không khí càng thêm phần tang thương. Trên trườn đê hướng ra cánh đồng chiêm trũng, hai thân ảnh đang mong mải đội mưa mà trở về làng. Trên vai họ là hai cái sọt ếch đã lưng lửng, toàn giống ếch hoa mai, con nào con nấy béo múp đầu. Hai thân ảnh đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vợ chồng ông Dĩn, bà Xoan. Hai ông bà năm nay độ chừng 40 tuổi, sinh ra và lớn lên cùng nhau tại làng Bến Hòa.
Đã vậy mảnh ruộng của hai gia đình lại liền kề nhau. Thế là hai bên gia đình gật đầu đồng ý mà cho ông Dĩnh và bà Xoan thành một cặp vợ chồng. Phần vì hai gia đình đã có hòa khí quen biết từ sớm, phần vì cũng tiện coi sóc hai mảnh ruộng. Hai vợ chồng lấy nhau được hơn 20 năm. Tuy cuộc sống gia đình còn nghèo nàn, nhưng chưa bao giờ người ta nghe tiếng đánh chửi nhau của ông bà Dĩnh. Hai vợ chồng cứ thế hòa thuận, bảo ban nhau mà sống, lại lấy hai sào ruộng và nghề soi ếch đêm làm kế sinh nhai, nên dù không giàu có gì, nhưng miếng ăn cũng chẳng gọi là túng thiếu. Ông Dĩnh lại có thêm nghề tải tre. Ấy là mỗi khi con nước lên lớn, ông Dĩnh thường hay đốn tre làm luồng, rồi men theo con nước mà trở xuống mạn xuôi. Gặp vụ con nước lớn, ông Dĩnh cũng bỏ túi được mấy quan tiền. Tuy rằng cuộc sống hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, nhưng thầm tâm tận sâu trong lòng hai vợ chồng vẫn có những điều khúc mắc mà mỗi lần nhắc đến thì không ai bảo ai đều lảng đi chuyện khác. Số là bà Xoan ở với chồng được hơn 20 năm ròng rã mà không có thai. Hai vợ chồng đã đi thăm khám biết bao thầy trong và ngoài làng mà vẫn không được. Dạo năm mùi, nghe lời mấy người hàng xóm, hai vợ chồng còn xuống tận mạn xuôi mà thỉnh thầy về cầu tự. Lại gõ cửa biết bao nhiêu chốn thiền môn nhưng vẫn không linh. Thấy vợ mình tất tạc ngược xuôi mà ra trông vào ngóng thì ông Dĩnh thương lắm. Đến khi không chịu được, ông mới ngồi lại mà động viên vợ. Thôi bù nó ạ, con cái là lộc trời. Bao giờ trời thương thì cho mình đứa con, còn nếu không thì số phận chúng ta hiu quạnh, đừng có cố làm gì. Mỗi lần nghe chồng mình nói thế, bà Xoan chỉ biết gật đầu mà không nói gì. Nhưng trong thâm tâm bà biết ông Dĩnh mong ngóng có đứa con nối dõi, để sau này khi ông bà có nhắm mắt xuôi tay thì còn có đứa nó chống cậy, còn có đứa nó hương lửa lúc khuất núi. Nghĩ là thế, nhưng thói đời càng sầu càng không có được. Thành thử ra mấy năm nay dù trong lòng vẫn cháy bỏng mong có đứa con, nhưng bà Xoan cũng hạn chế đi cầu cúng nhiều. Hai ông bà cứ lầm lũi sống như cái bóng mờ ở làng Bến Hòa cho qua ngày đoạn tháng. Trở lại với hiện tại, cơn mưa đêm rằm tháng 7 càng lúc càng nặng hạt. Bó đuốc trên tay ông Dĩnh đã tắt ngúng từ bao giờ. Đầu đuốc chỉ trơ ra ít vải vụn còn khét lẹt mùi dầu hôi. Ông Dĩnh giơ tay xốc lại giỏ ếch rồi hối thúc. Nhanh cái chân lên bù nó ơi, mưa càng lúc càng lớn rồi. Không nhanh về cảm là chết đấy. Bà Xoan ấn mạnh mấy đầu ngón chân trên con đường đất lầy lội, rồi cũng cố gắng mau mải bước. Bỗng nhiên bà đứng khựng lại rồi trong mày nhìn bà. Dường như ông cũng nghe được thanh âm đó nên thất thần quay sang nhìn vợ. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vùn vụt, bà Xoan nghe rõ ràng có đứa trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo thanh âm chói tai ré lên, rồi thẳng vào chỗ ông bà từ chính khu mạ hoang nằm cạnh con sông cả, cách nơi hai vợ chồng đứng chỉ độ mấy chục bước chân. Bà Xoan lắng tai nghe thì thanh âm đó chợt biến mất hẳn. Bà chau mày nhìn chồng rồi bỗng nhiên rùng mình bảo: Thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy gì không? Ông Dĩnh im lặng gật đầu xác nhận. Ông nhìn đăm đăm về khu mạ hoang đó mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở làng Bến Hòa từ bé, khu mạ hoang này ông còn lạ gì. Khu mạ hoang rộng chừng 5 sào ruộng, chẳng ai biết nó có từ bao giờ. Nhưng lúc sinh thời, cha ông Dĩnh thường kể lại rằng nạn vỡ đê năm Thìn, vùng này chết đói nhiều lắm. Ăn xin mò vào vùng này vô số kẻ, rồi bỏ thây chết rũ dọc đường. Dân làng thương tình mới quấn cho manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Ninh vốn là người nhân đức, thấy cảnh đó nên cắt luôn 5 sào ruộng để dân làng có chỗ mà chôn thây người chết. Nhưng ngặt nỗi, sức người và của cải giàu đó có hạn lắm. Người chết đói đổ về mỗi ngày một nhiều, khi thì 5-7 người, có khi cả đám 10 mấy người chết gục ra. Thành thử lúc đầu còn đóng cho mảnh ván mỏng, sau thì bó chiếu đem chôn. Đến ngày cao điểm thì họ nhau đào hố chôn chung mà thảy cả đám xuống táng cùng, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Trong ấn tượng của ông Dĩnh và những ngày trẻ thơ cùng đám bạn trốn nhà mà ra đây chơi trốn tìm, khu mạ hoang này gồm trên dưới 100 ngôi mộ. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ,
tại một khu nghĩa địa. Trần hưởng của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Khu mạ hoang ấy nằm cạnh rìa con sông Cả, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cả ngàn hộ dân làng này. Dạo nọ chả hiểu vì sao bến sông ầm ĩ cả lên, những cái chết kỳ lạ cứ thay nhau đổ ập về, xác chết đuối cứ tấp vào sát khu mạ, nên dân làng đồn nhau khu mạ đó có ma da kéo chân người. Thành thử khu mạ đã hoang tàn, nay còn hoang phế gấp bội. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại, nói gì tới đêm mưa. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén mảng ra đây giờ này cả. Tại sao lại có tiếng trẻ con khóc? Ông Dĩ nhìn vợ mà trong lòng hoài nghi lắm. Mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt, ông đưa tay xốc lại cái giỏ đường ếch, rồi quay sang nhìn vợ hỏi cho chắc chắn. Bù nó cũng nghe thấy tiếng khóc đúng không? Hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Bà Soan gật đầu xác nhận. Đúng, đúng rồi, đúng là có tiếng khóc. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa nào đêm hôm ra khu mạ này chơi rồi đứng đó khóc. Khéo, khéo là ma gọi đấy thầy em ạ. À, cái từ ma mà bà Soan nhấn mạnh làm ông Diễn cũng hoang mang lắm. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ gì khu mạ này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm thật, hay là tiếng người ông Diễn cũng không rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông Diễn chép miệng ngoái đầu nhìn khu mạ, rồi quay sang hối thúc. Thôi, bù nó nhanh chân lên. Bà Soan gật đầu rồi lại bám gấu áo chồng, lầm lũi tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai vợ chồng đang dò dẫm chưa đi được quá ba bước thì tiếng khóc đó lại vọng lên. Lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng lắm. Lại một lần nữa hai ông bà há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông Xín là người cao tướng số, lại chẳng tin trên đời có ma cỏ gì. Đã bao lần ông một mình đóng bè ngược sông mà đi bán luồng, có bao giờ ông thấy ma tà gì đâu. Nghĩ đoạn ông quay ra bảo vợ. Đấy, bù nó nghe rõ chưa? Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi chơi bị lạc, không tìm được đường về nên khóc đấy. Bù nó sợ thì đứng đây để tôi và xem sự tình nó ra làm sao. Bà Soan xanh mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông Dĩnh gạt đi mặt rằng. Ờ hay, bù nó hay nhở. Ma tà cái gì? Mình không động chạm gì người ta thì người ta trương mình làm gì? Thế nếu nó là đứa bé nào trong làng thì bù nó tính làm sao? Rồi mình bỏ về thì có phải tội không? Mặc cho bà Soan còn cứng họng, ông Dĩnh quẩy cái giỏ ếch rồi chăm chăm tiến vào con đường đất nhỏ hẹp là lối vào duy nhất của khu nghĩa địa. Bà Soan vốn tính sợ ma, thấy chồng mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình, cực chẳng đá cũng phải bấm bụng đi theo, luồn miệng niệm Phật. Bất chợt tiếng ông Dĩnh rú lên làm bà Soan mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi tiếng chồng mình vọng ra mới làm bà bình tĩnh lại đôi chút. Bù nó ơi, vào mà xem này, có đứa bé con, đứa nào nó vất ở đây này. Bà Soan quẳng luôn giỏ ếch rồi lao lại, nhận ra trên tay chồng mình là đứa trẻ đỏ hon hòn, da rẻ mấy phần đã tím tái cả lại, được bọc trong tấm chiếu manh mục nát. Bà Soan tiến sát lại rồi mong mải lật lớp tã mỏng đang trùm lên người đứa bé rồi run giọng. Người thầy nó ơi, là đứa bé gái còn nguyên dây rốn. Ông Dĩnh cáu bẩn. Bù nó còn trai với gái cái gì, nhanh mà đưa nó về nhà kẻo chết rét bây giờ. Bà Soan hốt hoảng đỡ lấy đứa bé, rồi cả hai nhanh chân trở về. Ông Diễn xốc hai giỏ ếch rồi mau chóng nối gót vợ, trong lòng nửa mừng nửa lo. Tin ông bà Soan nhặt được đứa bé ở ngôi đỉnh làng nhân một đêm mưa gió tối trời đồn ra nhanh lắm. Dĩ nhiên ông Diễn chả dạy gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng Bến Hòa đa phần người dân chẳng biết chữ. Hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ thần trùng. Nếu chẳng may hở ra hai ông bà nhặt được đứa bé này ở khu gò mả, chắc chắn sẽ bắt ông bà đem đi chôn,
vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Ông nhầm tính và bàn với vợ, quả nhiên không lệch đi tẹo nào. Sau khi đợi hoài chẳng có ai đến nhận, ông Diễn bỏ ra 5 quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Chánh mà làm cái văn tự xin nhận con. Cụ Chánh cũng thuộc dạng rốt nát, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao thì gật đầu đóng chuyện luôn. Từ đó căn nhà của ông bà Diễn có thêm tiếng cười trẻ con. Ông Diễn thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông mà cho ông bà một mụn con. Dù là con nuôi nhưng cũng ấm lòng. Hai ông bà đặt tên con bé là Nguyễn Thị Manh và cùng nhau chăm sóc chỉ bảo nó. Bẵng đi 8 năm sau, con bé Manh lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác. Duy chỉ có điều duy nhất làm ông bà Xoan tự hào với xóm làng. Ấy là con bé Manh rất thông minh. Mới 8 tuổi nhưng nó học rất nhanh. Ông bà Xoan dù chẳng khá giả gì nhưng cũng ráng cho con đi theo thầy Đồ Chí để học lấy cái chữ. Và con bé học nhanh lắm. Ông Diễn còn nhớ như in cái lần ông ra làm chân khiêng kiệu cho hội bà chúa làng. Sau buổi rước kiệu, ông Diễn cùng con gái nhập mâm để đánh chén no nê. Đang lúc cao hứng thì ông thầy Pháp được làng mời về, chợt rời mâm tiến lại rồi bảo: "Bác gì ơi, bác ra tôi biểu cái này." Ông Diễn bỏ chén rượu, nhìn vị thầy Pháp rồi hành lễ mấy xá, đoạn theo ông thầy tiến ra bên hông đình. Sau khi chắc mẩm chẳng có ai theo, vị thầy Pháp mới tò mò hỏi: "Ta hỏi khí không phải, đứa bé gái ngồi cạnh có phải con nhà con bác không?" Ông Diễn ngoái nhìn con gái mình rồi gật đầu bảo: "Chả giấu gì thầy, hai vợ chồng con nhặt được con bé ở đình làng này và đã nuôi nó tròn 8 năm nay. Nói của đáng tội chứ, nếu sau đó không phát hiện ra chắc nó chết rét rồi thầy ạ." Vị thầy Pháp nhìn con bé Manh một hồi rồi trầm ngâm bảo: "Ta nói chuyện này, nếu có mất lòng xin quan bác đừng giận." Ông Diễn chắp tay xá vài xá rồi thật thà bảo: "Xin thầy cứ chỉ dạy, con xin lắng tai nghe." Vị thầy Pháp tư lự mấy giây rồi bảo ông Diễn đọc ra bát tự sinh thần của cả nhà. Sau khi bấm độn một hồi thì quay sang trầm giọng: "Con bé gái nhà bác không nuôi được đâu. Tướng mạo nó sắc lắm, ấn đường tuy rõ nét nhưng phảng phất khí âm tà sắc lạnh trong đôi mắt. Nó đứng mà bàn tay dài quá gối, lại có 4 nốt ruồi xám ở vành tai, 4 nốt ruồi ở sau gáy thẳng hàng. Số nó mang tài kiếp diệt ra. Cũng may ta phát hiện ra sớm, nếu còn cố giữ trong nhà thì nhà bác chắc chắn chết sạch không còn một móng." Ông Diễn nghe thầy Pháp nói thì há hốc mồm, đoạn quên cả lễ nghĩa mà hầm hầm mặt quát: "Chà chà, cái quần bói liều, dám nói gở. Mày có câm mồm đi không? Không thì ông cho mày tím mắt giờ." Vị thầy Pháp nghe thấy thế thì nhìn ông Diễn chằm chằm, có một chút tức giận, thở dài rồi bảo: "Đúng là nghiệp chướng mà." Nói đoạn, bỏ mặc ông Diễn đang tức đỏ mặt mà lụi vào trong làng luôn. Ông Diễn cú lắm, chẳng thèm từ biệt ai mà kéo con bé con về luôn, trong lòng là bao nhiêu bực dọc. Chẳng biết lời lão thầy bói đúng đến đâu, mà đúng một tuần trăng sau, bà Xoan lăn ra đổ bệnh. Mới 3 ngày mà bà xuống thấy rõ, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, hàm răng cải mả nhô hẳn ra ngoài. Ông Diễn lo lắm, mời hết những lang y có tiếng trong và ngoài làng về thăm khám mà không khỏi. Đã vậy bệnh tình của bà còn có chiều nặng hơn, dự là không qua khỏi. Giờ tí canh ba đúng 7 ngày từ khi đổ bệnh, thì bà Xoan thóp hẳn. Biết mình không thể qua khỏi, bà mới vẫy tay gọi chồng lại, rồi thì thào căn dặn: "Thầy nó ơi, số tuổi có lẽ phúc khí đã tận. Tôi chết thì cũng chẳng có gì hối tiếc. Tôi chỉ xin thầy nó ráng sống để nuôi con. Con bé dù như thế nào cũng là con của vợ chồng mình. Đừng bỏ nó tội nghiệp." Nói rồi, bà Xoan lịm đi, hơi thở bắt đầu nhỏ dần.
Một tiếng sét xé toạc tầng không mang theo thanh âm chói tai. Ông Dín đang cầm bàn tay gầy guộc của vợ mà khóc váng nhà, thì bất ngờ dội vào vách là bóng ai đó đứng ở bậc cửa. Ông Dín hoảng hồn ngoái đầu ra, thì thấy con bé Manh trong bộ áo cánh mỏng, tay cầm con dao bầu, đứng im lìm nhìn ông không nói. Chưa hết hoảng hồn thì con bé đã tiến lại. Nó không nói không rằng ngồi xổm trước đầu giường và nhìn chằm chằm vào chân giường. Đoạn nó chỉ tay xuống chỗ đó rồi bảo: "Thầy ơi, U không chết được đâu." Ông Dĩnh cả kinh buông tay vợ rồi hỏi lắp bắp: Con nói cái gì cơ? Con nói lại cho thầy nghe nào." Con bé Manh nhìn ông rồi bảo: "Thầy cứ bế U lên. Dưới gầm giường nhà mình có con cóc thành tinh. Nó nuốt mớ tóc rụng của U nên U mới sinh bệnh. Cứ giết con cóc đó đi là U lại khỏe ngay ấy mà." Ông Dĩnh cả kinh giật mình, nhưng còn nước còn tát, lại nhận thấy con Manh hôm nay cư xử kỳ lạ nên mau chóng bế vợ mình. Đặt ra cái chõng tre ở sát vách rồi bặm môi, nghiến răng khiêng chiếc giường ra chỗ khác. Theo lời con gái bảo, ông Dĩnh cầm lấy con dao bầu rồi điên cuồng đào xuống chỗ chân giường. Sâu khoảng 3 tấc, quả nhiên phát hiện ra một con cóc toàn thân mình mày đều đen sì, to bằng bàn tay người lớn, đang há miệng ngáp ngáp. Trong khóe miệng của nó còn dính một búi tóc của vợ mình. Ông Dĩnh loay hoay chưa biết làm gì, thì con bé Manh đã túm đầu con cóc tinh, lật ngửa bụng, mặc cho con cóc giãy giụa điên cuồng. Còn Manh chẳng kinh sợ, cầm con dao bầu mà cắm ngập vào bụng của nó. Chỉ thấy một chất dịch đen sì kèm theo một thứ mùi hôi thối như xác chuột chết xộc ra, làm ông Dĩnh gặp bụng ói mửa. Còn Manh thò tay ngoái vào ổ bụng của con cóc, rất nhanh móc ra một mớ tóc rối. Đoạn nó quay sang nhìn ông Dĩnh mà bảo: "Thầy cứ đem xác con cóc ra bên hướng tây nhà mình mà đốt. Sau đó thầy cứ đái vào bãi cốt, tức thì U sẽ khỏe lại thôi." Ông Dĩm tin vào lời con gái mình nên mau chóng mang xác con cóc sang hướng tây căn nhà mà đốt. Lại theo đúng lời nó là vạch quần ra đái vào bãi cốt. Liền lúc đó bà Xoan liền ngồi bật dậy, thở hồng hộc như vừa trải qua một cơn tai biến lớn lắm. Ông Dĩm mau chóng lao vào nhà, nhận ra vợ mình còn sống thì điên cuồng ôm chầm lấy vợ mà khóc nức nở. Bà Xoan sau cơn xúc động mới kể lại: "Em vừa mới tới quỷ môn quan thì nghe tiếng thầy gọi. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy hai cha con đang đứng vẫy tay, nên em cắm đầu cắm cổ chạy theo. Nào ngờ số em chưa tận thầy nó ơi." Ba người chỉ biết ôm nhau mà khóc váng nhà. Ông Dĩnh kể hết những chuyện đã xảy ra thì bà Xoan càng rưng rưng nước mắt. Nếu không có con bé Manh chắc bà đã thành người thiên cổ. Đến lúc này ông Dĩnh mới nghiệm ra lời lão thầy Pháp nói là sai. Nếu không có con bé, có lẽ vợ ông đã chết rồi. Nhưng vị thầy Pháp đó quả thực không nhìn lầm. Có chăng chỉ là thiếu sót vì không nhận ra ở lòng bàn tay trái của con bé có vết bớt hình phượng hoàng mà thôi. Sau khi bà Xoan chết đi sống lại, dù qua được cửa tử nhưng sức khỏe bà xuống thấy rõ. Ông Dĩnh điên cuồng thuốc thang cho vợ. Tiền bạc và thóc gạo trong nhà ông đều đem đi đổi lấy thuốc mà cứu vợ. Thành thử đã chẳng giàu có gì, giờ lại thêm túng thiếu. Ông giấu hết những khó khăn đó mà lao vào làm việc. Nhưng ngặt nỗi đúng vào thời điểm đói kém, dù ông có làm đủ thứ từ thượng vàng hạ cám cũng khó lòng mà xoay sở được. Tối muộn hôm ấy, sau khi bà Xoan đã thiêm thiếp trong giấc ngủ, ông Dĩnh mang đống sọt tre ra trước nhà, rồi trong đuốc đan sọt kiếm thêm vài đồng đắp đổi. Đang âu sầu trong đống lo nghĩ ngổn ngang thì con bé Manh tiến lại. Chưa để cho ông Dĩnh dục đi ngủ, con bé đã chặn họng: "Thầy ơi, ngày mai thầy đem con sang nhà ông bá hộ Cần mà bán. Chiều nay con nghe đám trẻ con nói nhà ông Chánh Cần đang mua người ở đợ. 3 năm được hẳn 15 lạng bạc. Thầy bán con đi, sau đó đem số tiền ấy sang làng bên tìm ông Lang Huân mà giả bộ mua thuốc." Ông Dĩnh thấy điệu bộ con gái nghiêm, mặt hệt như đêm giết con cóc tinh, thì nín thở lắng nghe.
Còn Mạnh tiếp tục nói luôn mồm. Nhà ông Lăng Huân có con vẹt khôn lắm. Ông Huân quý con vẹt này như vàng, ngày đêm coi sóc và nhất định không bán đâu. Ông Lăng Huân nhốt nó ở cái lồng sơn son thép vàng trong phòng ngủ, đặt ngay đầu giường. Con vẹt này tu được mấy kiếp rồi, nhưng sát nghiệp nó nặng nên nó chỉ tu tà thôi. Sớm muộn không giết cũng thành đại họa. Thầy cứ lựa lúc ông Lăng Huân không chú ý thì bắt trộm con vẹt đó về nấu cháo cho U ăn. Tà tính của con vẹt có thể đuổi được khí âm của con cóc tinh trong người của U, dần dần gọi đó là dĩ độc trị độc. Bảo đảm sau 3 ngày U lại khỏe mạnh như xưa. Ông Dĩnh nghe thế thì gật đầu như nuốt từng lời. Suy nghĩ một lúc thì ông khựng lại bảo: Con gái ơi, thầy biết con là đứa có hiếu, nhưng bán đi đâu thì bán nhất định không phải là nhà báo hộ Cần. Lão ấy nổi tiếng cay nghiệt, hay hành hạ kẻ ăn người ở trong nhà. Bán con quà đấy thì thầy không đành, mẹ con tỉnh lại cũng nhất định không chịu đâu. Còn Mạnh vẫn đứng im lìm gục đầu, hai tay buông thõng mà cất giọng đều đều: Thầy có thương con thương U thì cứ thế mà làm. Tà tính của con cóc tinh ngấm vào tận xương tủy nên U mới yếu thế. Thầy mà không quyết là nội trong 3 ngày nữa U chết đấy. Lúc đấy có trời mới cứu được. Ý con đã quyết, thầy đừng ngăn cản con làm gì. Đoạn con bé bước ra nắm tóc đưa cho ông Dĩnh và bảo: Con vẹt đó thấy người lạ tất sẽ gào lên. Lúc đó thầy cứ ném nóng tóc của con vào người nó là được. Nói rồi con bé bỏ vào buồng không nói thêm gì nữa. Thế là ngày sáng hôm sau, ông Dĩnh thất thểu bế đứa con gái sang mà làm văn tự bán con. Lão Chánh Cần thấy con bé 8 tuổi mà thông minh lanh lợi, ăn nói đâu ra đấy thì gật đầu mua luôn. Ông Dĩnh nhìn bóng con gái tiến ra sau nhà Lão Chánh mà đứt từng đoạn ruột. Việc không thể chậm trễ, ông Dĩnh nhanh chóng làm theo lời con gái đến gõ cửa nhà ông Lăng Huân, giả bộ mua đủ thứ thuốc Nam Bắc đủ loại. Nhân lúc ông Lăng Huân vào kho bốc đơn, ông Dĩnh lẻn vào buồng, quả nhìn thấy cái lồng nhốt con vẹt đúng ở vị trí mà con gái ông miêu tả. Con vẹt đang cục đầu trong cánh, nghe thấy tiếng động, nhận ra người lạ thì định chổng đít gào mồm lên. Ông Dĩnh nhanh tay ném nóng tóc của con gái mình. Đột nhiên con vẹt đứng im lìm, mắt trợn ngược cứng họng. Ông Dĩnh chỉ chờ có thế, thò tay bẻ cổ nó rồi nhét luôn vào ngực áo. Đến đó trở ra mặt tỉnh bơ như không có gì. Sau khi thanh toán hết tiền thuốc, ông bà Trần bốn cẳng chạy về nhà nấu nước, vặt lông và nấu cháo con vẹt. Lời con bé Manh nói quả không sai. Sau khi ăn cháo vẹt, bà Xoan tỉnh dậy có phần khỏe hơn xưa. Ông Dĩnh giấu không được nên đem hết sự tình kể với vợ mình, rồi an ủi dù sao nhà báo hộ Cần cũng cùng làng. Hết 3 năm con bé lại về nhà chứ có bán luôn đâu mà mất. An ủi mãi cuối cùng bà Xoan cũng nguôi ngoai phần nào. Hai vợ chồng lại tiếp tục làm việc, có đồng quà tấm bánh nào đều giấm dúi cho con. Lão báo hộ Cần ở cái làng này ai mà chả biết. Lão đối xử với kẻ ăn người ở dân làng đều cực kỳ cay nghiệt. Một cắc cũng đừng hỏng mà ăn được của ông. Nếu so sánh với đa phần đám giàu sang trong làng, phú hộ Cần luôn được ngồi mâm cao nhất. Điển trang mấy căn, gia nhân ăn ở lên tới 20 mấy mạng, ruộng đồng thẳng cánh, tiền bạc vô số kể. Làng Bến Hòa có gần 1.000 hộ, thì 9/10 không biết chữ. Phần đông là dân cùng đinh nghèo mặt hàng, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của lão báo hộ Cần chuyển từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói đều phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng khúm núm đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp cho lão bá Cần đã giàu thêm. Lão cứ ghi giấy nợ nhưng không thèm điền tiền lãi. Đến hạn trả nợ thì mặc sức mà đè đầu cưỡi cổ người ta, nên dân làng có phần căm hờn lắm. Số là sau khi con bé Manh được mua về, lão thấy con bé còn nhỏ chưa làm được việc nặng, giao cho nó chân hầu hạ mụ vợ thứ tư.
công việc của nó chỉ là bưng bê nước cho mụ rửa chân, thay quần áo cho mụ và ở bên để mụ sai bảo mấy việc vặt. Vì lão có tới 4 bà vợ, nên mỗi người lão cất cho một căn nhà riêng để ở. Lâu lâu có hứng thì lão bá mới mò qua. Mụ vợ thứ tư này tên là Thu, không những có thói quen hành hạ đánh đập người làm, mà còn là một người đàn bà lăng loàn. Trong nhà có thằng cả chép ở với lão bá đã mười mấy năm. Do làm việc cật lực và được thói mồm miệng đỡ chân tay, nên lão bá cần tin cẩn lắm. Lão bá giao cho nó cái chức quản gia, coi sóc đám gia nhân và mấy điển viên nhà lão. Thằng cả chép năm nay mới ngoài 30 tuổi, thân hình vạm vỡ lực điền. Do lão bá cần quanh năm ủ mưu tính kế kiếm tiền, lại có tới mấy bà vợ, nên cũng ít lui sang nhà mụ Tư lắm. Mụ Thu lại đang tuổi hồi xuân, sức hừng hực, lại bị kìm nén nên đánh liều ăn nằm luôn với thằng cả chép. Dàn díu với nhau đã nửa năm dòng mà lão bá cận không hay. Mấy lần hai kẻ lăng loàn đó chim chuột bị con manh bắt được, nên mụ Thu đánh đập hành hạ con bé không ghê tay. Còn dọa rằng nếu nó để lộ chuyện này ra thì nhất định sẽ cho người giết cả nhà nó. Nhược bằng nếu con manh ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho thêm tiền mà may quần áo mới. Con manh vâng dạ cho có lệ, nhưng trong lòng căm phẫn lắm. Và buổi tối định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Manh! Manh đâu? Ra mà biểu cái coi! Mụ Thu ngồi vắt chân trên sập, mồm bòm bẻm nhai trầu, cất giọng kẻ cả. Con manh đang lúi húi trong buồng, nghe tiếng mụ chủ thì lật đật chạy ra, khoanh tay lễ phép thưa. Bẩm, bà gọi con à? Mụ Thu hừ một tiếng rồi nhỏ tuẹt miếng nước trầu xuống nền nhà, đưa tay vuốt mép rồi hắng giọng. Đêm nay có khách tới thăm bà. Ngặt nỗi con bếp mẹ nó lại bệnh, nên xin về mấy bữa. Mày cầm lấy 3 quan ra ngoài đầu làng mua cho bà 2 đồng cân thịt chó, 1 cút rượu hoa mai và ít xôi nếp để bà tiếp khách. Nghe chưa? Nói rồi, mụ ném 2 quan xuống nền nhà rồi thúc giục. Nhanh cái chân mày lên, lỡ việc của bà là bà chôn sống mày đấy. Còn manh nhặt 2 quan tiền rồi cúi đầu xin lui. Trước khi bóng nó khuất dạng dưới ánh chiều tà nơi đầu cổng, mụ Thù còn gọi với theo. Nhớ kín cái mồm mày con nhá. Còn manh thừa biết khách của mụ chủ là ai. Vốn dĩ bản thân cũng chẳng ưa gì lão bá cần, nhưng căm ghét đôi gian phu dâm phụ, nên con manh đã vạch sẵn ra một kế hoạch cực kỳ hiểm ác. Ông lão, dậy cháu báo. Tiếng con manh gọi giật giọng, làm lão ăn mày đang ngủ cục ở đầu chợ choàng tỉnh. Lão đón lấy củ khoai con bé mới đưa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, có lẽ do đói. Lão ăn mày mắc nghẹn trợn mắt, nhanh tay đón lấy bình nước con bé mới đưa mà ngửa cổ tu ừng ực, đoạn lại cắm đầu ăn sạch cả vỏ khoai. Sau khi bụng dạ yên ổn một chút, lão ăn mày mới quỳ rạp xuống mà bái tạ con bé như Phật sống. Thời buổi này có củ khoai mà nhét vào bụng đúng là đáng quý lắm. Con bé mày nhìn lão ăn mày tội nghiệp rồi ghé sát tay bảo. Ông lão ơi, ông lão muốn có tiền không? Lão ăn mày thất kinh, định thần quan sát lại thì thấy con bé con ăn vận cũng như bao đứa trẻ nhà nghèo khác, thì không khỏi giật mình. Nhưng nhìn điệu bộ của nó chẳng có gì là nói dối, nên dập đầu như tế sao mà nói. Cháu bé ơi, ta chẳng cần giàu sang làm gì. Ta vốn dĩ là người lái buôn ở Mạn Đà Giang, qua vùng này bị cướp sạch vốn liếng. May mà giữ được tính mạng. Giờ ta chỉ cầu ai cho ta 2 nén bạc để ta có lộ phí mà về quê là ta đội ơn lắm rồi. Còn mành gật đầu ghé vào tai lão và thủ thỉ. Ông lão cứ làm thế này, thế này. Chỉ thấy lão ăn mày gật đầu, hai mắt sáng rực, chốc chốc lại ổ lên một tiếng rồi lại nghi hoặc hỏi. Ồ, nhưng liệu có được không? Còn mành kéo lão ra hẳn góc khuất. Sau khi quan sát hết lượt không thấy bóng sáng kẻ nào, nó mới rút bọc vàng trong người ra và bảo.
Đây là 50 nén vàng trong lấy của mụ chủ. Toàn là tiền xương máu của dân làng ông ơi. Một nửa cháu xin tạ ông vì giúp cháu. Một nửa còn lại ông chia ra làm hai. Một phần mang lên chùa cho sư cụ Ninh cúng dường cho chúng sinh nghèo khổ. Phần còn lại xin ông hãy mang đến cho thầy Ú cháu. Ông cứ sang hướng đông hỏi nhà ông Dĩn, bà Xoan có đứa con gái tên Manh là họ Tất chỉ. Sau khi ông giao cho thầy Ú cháu số vàng đó, hãy dặn họ rời làng ngay. Cháu Tất có định liệu. Ông lão ăn mày gật đầu rồi chia tay nhau mỗi người một ngả mà chuẩn bị hành sự. Giờ hợi đêm hôm đó, lão bác Cần đang hút tô cháo thịt sung sướng thì nghe có tiếng gõ cổng. Lão trong mày nhìn ra rồi thầm nghĩ. Tiền sử cái đứa nào còn làm phiền nhà ông đêm hôm vậy? Nghĩ đoạn lão thét. Ất! Thằng Ất đâu? Mày chết dấm chết dúi ở đâu không nghe đứa nào nó đập cổng à? Thằng Ất đang ngủ ở nhà dưới, nghe tiếng lão bá thì lồm cồm bỏ dậy. Nó lao ra mở cổng rồi tiến vào khoanh tay đáp. Dạ bẩm ông, có lão đạo sĩ cứ nặng nặc xin gặp ông ạ. Lão Cần cau mày quát. Tiền sử cái phường bói rậm, lại định xin tá túc hoặc dở trò bói toán lừa ông Phóng. Có mà thánh mới lừa được ông. Mày đã đuổi cổ lão đi, không thì xua chó ra cắn cho chết. Thằng Ất lắp bắp móc ra một nén vàng, rồi lên ngang đầu mà bẩm. Dạ bẩm ông, lão đạo sĩ ấy nặng nặc đòi gặp ông bằng được, lại xin biếu ông một nén vàng ạ. Lão bá Cần thấy vàng thì sáng mắt, nhanh tay chộp lấy rồi đưa lên miệng cắn. Quả nhiên là vàng thật. Lão luống cuống suýt đánh đổ bát cháo, nháo nhào chạy ra, mồm đi trước cả chân. Ôi giời ơi, quý nhân đến sao không báo sớm? Còn thất lễ quá, xin quý nhân tha tội cho con. Lão ăn mày lúc này trong bộ dạng thầy phong thủy đạo mạo, đưa tay vuốt râu rồi bảo. Sao? Giờ ta được tá túc nhà ông không đấy? Lão Cần khúm núm xoa tay vào nhau rồi cung kính mời vào. Lại sai gia nhân nhanh tay làm tiệc khoản đãi, rượu chè non nề nhắm chừng sắp tới giờ tí. Lão ăn mày mấy phút đầu ra chiều nghiêm trọng lắm. Thực ra ta ghé chân qua làng này, lại thấy nhà ông âm tà vần vỗ, âm thịnh mà dương lại suy. Khi nãy trò chuyện ta biết được bát tự sinh thần của ông. Vì coi trọng cái tấm thịnh tình đã khoản đãi ta, nên ta có điều này muốn nói, nhưng đắn đo mãi không biết có nên hay không. Nói rồi, lão ăn mày trong bộ dạng thầy pháp bỏ lửng câu nói và nhìn lão Cần dò xét. Lão Cần nghe việc có vẻ nghiêm trọng thì hấp tấp hỏi. Bẩm thầy, xin thầy cứ chỉ dạy. Người trần mắt thịt như con xin rửa tai nghe ạ. Lão ăn mày vuốt râu, phép phẩy cái cây phất trần rồi bảo. Nhà ông đã phát mấy đời, nay trong nhà có dâm phụ dối trên gạt dưới. Còn tiện nhân đó ăn nằm với thằng quản gia đã gần năm nay mà ông không biết. Chính nó làm cho gia quy nhà ông đảo lộn. Ta sợ nếu còn giữ trong nhà thì nhà ông không phát đến đời thứ năm. Lão Cần nghe thấy thế thì hấp tấp dò hỏi. Lão ăn mày cũng giả bộ bói toán rồi phán. Ông không tin ta thì đúng giờ tí, tức là còn nửa khắc nữa, nhanh chân gióng ngựa mà sang nhà mụ Tư. Ta đã xem thiên văn rồi, đêm nay chắc chắn mụ ấy sẽ gặp nhân tình mà tặng tiểu. Hai kẻ đó còn âm mưu giết ông để chiếm đoạt gia tài. Ta có thể mang tính mạng mà đặt cược với ông. Lão Cần biết đây là bậc thánh nhân liệu việc như thần, nên quỳ mọp xuống vái như tế sao. Đoạn thét gia nhân nhanh chóng gióng ngựa, sắm sửa giáo mác mà tiến về nhà mụ Thu cách đó chừng một dặm. Bên nhà mụ Thu, giờ tí sắp đến thì thằng Cả Chép theo hẹn cũng mò vào. Con bé manh khôn lắm, sau khi ra chợ thì hỏi mua ít xuân dược lấy cớ là cho lão bá dùng. Lão hàng thuốc tin luôn mà không dám căn vặn vì cửa tiệm của lão còn nợ lão Cần mấy nén vàng chưa trả được. Thoáng thêm bóng thằng Cả Chép lẻn vô buồng, lại nghe mụ chủ ra giọng sai bảo bày tiệc rượu, nên còn manh trộn luôn đống thuốc đó vào cút rượu hoa mai, rồi nhanh chân bưng mâm thịt rượu lên mà hầu hạ.
Sau khi mụ chủ cho lui, con Mạnh khép cổng rồi chạy thục mạng ra ngoài. Khi bắt gặp lão bá đang ra rồi thúc ngựa, sau lưng là 8 gã gia nhân, tay gươm tay giáo ầm ầm khí thế, thì lao ra khóc lóc tố trình. Ông ơi! Bà! Lão bá đang vội, thấy con bé người hầu của vợ mình lắp bắp, thì điên tiết quất cho nó mấy roi rồi rít lên. Bà mày làm sao? Con Mạnh giả bộ khóc lóc ỉ ôi bảo. Bà ngủ với lão cả chép, còn lao về báo ông thì gặp ông ở đây, mời ông qua nhanh cho kịp. Lão bá trong cơn điên máu còn chặt luôn 2 cái đầu, rồi sai gia nhân quẳng xác xuống giếng. Lão cày cú đốt trụi cái căn nhà, rồi trở về mà trong lòng còn ngập tràn uất hận, mà không nhận ra bóng dáng ông thầy Pháp đã mất dạng từ bao giờ. Ông thầy Pháp đã nhanh chân chuồn mất, lại là người có chữ tín nên nửa đêm tìm đến địa chỉ nhà ba mẹ con Manh mà ông đã dò hỏi và cẩn thận ghi nhớ lại lúc ban chiều. Sau khi chia đúng số vàng thì nhắc lại lời con bé rằng ông bà hãy bỏ xứ mà đi ngay, còn lại cứ để con bé lo liệu. Lão ăn mày nhanh chân lên cúng dường hơn 20 nén vàng cho sư cụ Ninh, rồi quẩy tay nải ra đi biệt tích, tuyệt không dám quay đầu lại. Về phần con bé Manh, sau khi mụ Thu bị lão bá chặt đầu thì nó về hầu hạ cho bà vợ thứ ba, và chính điều đó đã làm cho nó rơi vào cơn gió tanh mưa máu, chẳng khác nào rơi vào hang hùm miệng sói mà con bé không hay. Số là toàn bộ kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo đó của con bé đã bị một kẻ khác theo dõi từ đầu đến cuối. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là con Lài, hậu cận thân tín của mụ chủ. Sau khi con Lài bẩm tấu toàn bộ sự việc, mụ vợ ba tên Trang vốn là người đàn bà nham hiểm, nghe thế thì không vội cản lại. Mụ muốn nhân cơ hội này mà diệt trừ đi mụ Thu, sau đó sẽ dụ dỗ lão bá Cần giao sản nghiệp cho mình. So với bà cả quanh năm hương lửa ở am thiền tu, bà hai thì tai biến nằm liệt giường. Tuy hạ sinh cho lão Cần một mụn con trai, nhưng thằng cũng nghịch thế nào mà chết nổi ở ao dạo năm tuất vừa rồi. Trùng hợp làm sao là mụ vợ thứ tư chỉ sinh cho lão 2 đứa con gái. Nếu mụ vợ thứ tư chết đi, nghiễm nhiên mụ là người có lợi nhất. Vậy nên mụ nhất quyết không ra mặt. Kế mượn đao giết người của mụ thành công mỹ mãn. Quả nhiên lão bá đã lui tới chỗ mụ nhiều hơn, quan tâm tới đứa con trai của mụ và lão hơn, nhưng trong thầm tâm mụ lại dè chừng con bé Manh lắm. Nếu như bà vợ cả của lão Cần đối xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà vô cùng nhân hậu, thì ngược lại bà vợ ba tên là Trang lại cực kỳ tàn nhẫn, đánh đập gia nhân, bớt xén tiền công, ức hiếp kẻ hầu người hạ không việc gì mụ ta không làm. Mụ ta còn có một con A Hoàn tên là Sang, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Chủ nào thì tớ nấy, con Sang theo hầu chủ mình thì lây luôn cái tính của chủ, và có phần còn cay nghiệt, ác độc hơn. Ngoài việc hầu hạ bà chủ, à còn có một công việc, đó là đi nghe ngóng hết thảy, xem đám gia nhân trong nhà bàn ra tán vào chuyện gì và mách lại cho mụ, nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ à ta lắm. Lại nghe đám gia nhân bàn ra tán vào rằng con bé Manh ăn ở tốt bụng, sẵn sàng chia củ khoai cái sắn cho bất cứ ai trong nhà, nên càng đâm lòng thù hận. Con Sang hậm hực trong lòng, liền đem chuyện đó đi suối bảy mụ chủ là phải tìm cách diệt con bé, nếu không để nó trong nhà sớm muộn cũng gây họa. Mụ Chàng cũng dè chừng con bé Manh từ lâu, này nghe con hầu kể lại chuyện nó vạch ra âm mưu trị tội mụ vợ tư thì cũng đâm ra lo lắng lắm. Thế rồi một chủ một tớ đêm hôm đó thậm thụt bàn tán với nhau mấy canh giờ liền. Chiều hôm sau, nhận thấy trong nhà gia nhân đã đi làm đồng cả. Con bé Manh được mụ giao cho nhiệm vụ coi sóc cậu con trai năm nay mới lên 9, ở căn nhà phía sau cách nhà chính khoảng hơn 100 thước. Con bé Manh đang còng lưng cõng cậu chủ, mồm ngân nga bài hát. Úp lá khoai 12 trong chóng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt, chạy ra chạy vô, đứa xách ống điếu, đứa té xuống sình, úi chả, úi ra.
Tiếng hát của con manh vọng ra đều đều, nghe âm vang và có chút gì đó ma mị lắm. Thằng con trai mụ Trang vốn dĩ bình thường chẳng chịu nghe ai, ấy thế mà vào tay con manh thì cứ im như thóc. Con manh cứ mải mê cõng cậu chủ, rồi ê a hát mà mảy may không biết mụ chủ và con hầu đã tiến sát mình lúc nào. Đến khi sợi dây thỏng lọng thít chặt vô cổ con manh mới giật mình trợn trừng mắt. Nó đưa tay lên cổ theo phản xạ tự nhiên, hai bàn tay cào cấu đến bật cả máu cổ. Nó điên cuồng vật lộn, nhưng làm sao thắng được sức của hai ả đàn bà. Lưỡi con bé thè ra, cổ khò khè cố gắng thở, hai mắt đỏ quạch vằn vện tia máu. Vài giây sau đổ gục xuống buông thõng tay. Trước khi hồn lìa khỏi xác, vọng vào tay nó là tiếng cười ha hả của chủ tớ nhà mụ Trang. Bà đội ơn mày đã nhổ dùm bà cái gai trong mắt, nhưng mày là đứa khôn ranh quá, giữ mày bên mình thì bà ăn không ngon, ngủ không yên. Thôi, xuống đấy thì đừng oán trách bà nhá, manh nhá. Thấy xác con bé nằm im lìm dính đầy đất cát, cổ họng rơm rớm máu từ dấu móng tay cào, con Sang tiến lại gần kiểm tra một lần nữa thì quay sang bảo: nó chết rồi mợ ơi. Mụ Trang đứng thở hồng hộc, rồi ném đầu dây thừng xuống đất và đáp một câu gọn lọn: ném xuống giếng. Con Sang gật đầu rồi bặm môi, cầm hai chân con bé mà kéo sành sạch ra cái giếng hoang sau nhà. Cái giếng này trước kia vốn là nơi lão Bá Cần lấy nước pha trà. Quanh năm dù đông hay hạ, nước trong giếng đều đầy ấm áp và có vị ngon ngọt lắm. Dạo đó vào một đêm sáng trăng, đám trẻ con trong làng lẻn vào nhà mụ Trang mà chơi trò úp lá khoai. Vì nhà mụ hôm đó, nhà mụ bảo sang hết nhà lão Bá để dự cái lễ cưới của lão Bá với bà vợ thứ tư. Đám trẻ chọn nhà mụ Trang vì ở đó có cái vườn chuối và kho rơm rất rộng, tiện cho việc chơi cút bắt. Chả hiểu đêm đó hứng thú làm sao lại rủ nhau chơi trò úp lá khoai, hệt như bài đồng dao mà con manh mới hát khi nãy. Đám trẻ con đang chơi thì một thằng trong đám mắc ỉ nên bỏ ra chỗ cái giếng, tìm nhà xí và vạch quần ra giải quyết. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà đã mấy năm nay giếng nhà mụ Trang không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát chỗ nhà xí. Thằng bé cứ lầm lũi ướm từng bước chân tiến sát cái giếng tiến ra nhà xí. Bờ giếng lát gạch trơn chẳng có gì để bấu víu nên thằng bé cắm đầu xuống. Nó điên cuồng vùng vẫy, nhưng thân thể nhỏ bé vùng vẫy được mấy giây là chìm nghỉm. Đám trẻ con chơi chán thì mạnh ai về nhà nấy, không quan tâm đến việc thiếu mất một thằng. Đêm hôm ấy cả nhà thằng bé đốt đuốc đi tìm thì thấy nó chết nổi ở giếng nhà mụ Trang. Sau khi vớt xác lên, lão Bá đã định cho người lấp luôn cái giếng, nhưng mụ Trang tiếc của nên xin để im, lấy nước đó cho đám gia nhân tắm gội luôn cho tiện. Lão Bá cũng ậm ừ cho qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng lại gần. Sau cái chết oan nghiệt đó, nước trong giếng bỗng nhiên cứ thế cạn dần, lại chẳng có bóng ai lai vãng nên đến nay đã mọc rêu xanh phủ lên tận miệng. Xung quanh cây cối lại tùm, tạo nên cảm giác rờn rợn, nhất là những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, hoặc những đêm âm u, mưa gió tối trời. Thành thử cái giếng bỏ hoang luôn từ dạo đó. Sau khi kéo lê xác con manh đến gần miệng giếng, mụ Trang chỉ tay sang cục đá bên cạnh mà bảo: xác nó gầy như mà đói thế kìa, làm sao mà chìm cho nổi. Mày cột cục đá vào chân nó cho bà, nhanh cái tay mày lên. Con Sang dạ một tiếng rồi mau chóng làm theo lời chủ. Chỉ thấy một tiếng rõ to, rồi tất cả trở lại im lặng. Hai chủ tớ mới yên tâm trở vào nhà. Chưa đi được ba bước thì bất ngờ cả hai giật thót mình vì tràng thanh âm cọt kẹt của sợi chảo buộc trên cây gỗ bắc ngang miệng giếng đang khẽ đung đưa, dù xung quanh chẳng có tí gió nào. Cả hai giật mình quay đầu nhìn nhau, rồi rất nhanh nhìn ra miệng ngôi giếng hoang thì chẳng có gì lạ, nên bảo nhau lên trên nhà luôn. Tin con manh mất tích nhanh chóng đồn tới tay lão Bá Cần. Lão Cần chẳng thèm thương xót gì, mà chỉ tiếc đứt ruột 15 quan tiền bỏ ra mua nó. Kỳ này,
khéo nó bỏ chạy thì mất tiền chứ chẳng chơi. Về phần mụ Trang, mụ Trang cũng là người đàn bà thâm sâu. Thoáng thấy bóng Lão Cần hầm hầm tiến lại từ ngoài cửa, mụ đã bù lù bù loa lên. Ôi ông nó ơi là ông nó ơi, còn đĩ thối thầy còn củng đinh mặt hạng, chết đâm chết chém nó cũng tiền của tôi rồi trốn đi mất tích rồi. Lão Cần ngồi xuống cái bàn uống nước, tức sôi máu mà quát lên. Tiền sư nhà nó, thế là mất mẹ nó cả vốn lẫn lời rồi. Ông mà bắt được, ông cứ chặt cho que hai chân xem mày chặn đi đằng nào. Mụ Trang sau một lát khóc lóc ỉ ôi, bèn quay sang Hiến Kế. Chuyện ấy có khó gì, ông cứ đem cái văn tự bán con của nhà Lão Dĩnh mà sang đấy đòi tiền. Nếu không thì cứ nhè căn nhà Lão mà lấy, xong ông cho mẹ con em mảnh đất đấy nha. Từ trước đến nay có bao giờ ông nhòm ngó gì tới mẹ con nhà này đâu. Lão Cần hầm hầm mặt mũi gật đầu. Được, để tôi qua xem nhà chúng nó giả nhời ra làm sao. Chúng nó mà trả treo thì tôi cứ tống mẹ hết lên quan. Bố Lão với tôi làm sao được. Nói rồi Lão Cần quát đám gia nhân nhanh chóng cùng Lão tiến ra nhà con bé Manh để đòi người. Lão Cần đã đến trễ một bước, chả hiểu sao ngôi nhà chẳng có một bóng người, cửa nẻo sứt mẻ, cỏ dại mọc tùm giống như đã lâu không có ai ở. Lão Cần cay cú lắm, sai gia nhân đập tan tành ngôi nhà và chiếm luôn mảnh đất làm của riêng. Định bụng sẽ xây cho đứa con trai duy nhất của mụ vợ một căn nhà ra dáng. Suy đi tính lại, mất 15 quan tiền mà có không được mảnh đất này cũng chẳng có gì là lỗ cả. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến 3 ngày sau cái chết của con bé Manh. Đột nhiên làng Bến Hòa gặp cơn hoạn nạn. Mới chỉ mấy ngày trước sông ngòi ao hồ đều đầy ấm áp nước, thì đột nhiên sau một đêm trơ cả đáy. Cơn hạn hán ập đến quá bất ngờ, ruộng đồng khô ran như đã lâu không có giọt nước nào. Cây cối hoa màu đột nhiên rũ héo chết khô, chỉ sau mấy canh giờ làm ai nấy hoang mang lắm. Người ta đồn nhau làng này phạm về phần âm, nên thánh thần bắt tội, đàn lễ cúng bái rình rang lắm. Số là mụ Trang đang tính sai người lấp luôn cái giếng sau vườn để làm cái nhà ngang, tiện thể giấu nhẹm xác con Manh dưới đó. Lúc mấy xe đất cát đang tính nhẹ lòng giếng mà đổ xuống, thì bất ngờ đám gia nhân trong nhà đột nhiên gào toáng lên. Ôi bà ơi, bà đang ngay cái giếng có sự lạ lắm. Mụ Trang đang bỏm bẻm nhai trầu trên cái sập giữa nhà, nghe thấy thế thì ra hiệu cho con Sang dừng tay quạt, mau mải xỏ cuốc rồi hấp tấp tiến ra sau nhà. Đập vào mắt mụ là hình ảnh cực kỳ lạ thường. Cái giếng đã cạn 8 phần nước lúc này lại đầy ấm áp và có phần trong vắt hơn xưa. Xác con bé Manh bị cột đá, mụ chắc mầm đã im lìm dưới giếng sâu tuyệt không thể nổi lên được. Suy nghĩ một hồi, mụ quay sang bảo con Sang. Mày chạy ngay sang bảo ông qua đây bà có việc gấp. Nhanh, nhanh cái chân mày lên. Nửa canh giờ sau, Lão Cần đã có mặt. Chứng kiến cái giếng đầy ắp nước thì trong lòng vui sướng lắm. Hai vợ chồng Lão cho người loan tin đến cả làng rằng ai muốn có nước dùng thì mau chóng xếp hàng đến nhà Lão. Tất nhiên là Lão bán 5 xu một thùng. Tin ấy đồn ra người dân ùn ùn kéo đến. Dù 5 xu chẳng phải nhiều nhạn gì, nhưng dù múc bao nhiêu cây giếng vẫn đầy ấm áp, tuyệt không vơi đi một phân nào. Mới có nửa ngày mà Lão Cần và vợ đã thu về cả 30 quan tiền. Đang sung sướng đếm tiền thì Lão chợt giật mình. Trong đoàn người lũ lượt xếp hàng lấy nước, có tiếng nói nào đó vọng ra, rồi thẳng vào tai Lão. Tiếng nói ấy chắc chắn là của đứa trẻ con, vì thanh âm nghe nhỏ và trong trẻo lắm. Ăn xương ăn máu của dân làng, mày chết không oan đâu. Lão Bác Cần giật thót mình, ngừng đếm tiền mà quay ra nhìn xem đứa nào dám xỏ xiên Lão. Tuyệt nhiên trong đoàn người đó chẳng có bóng dáng đứa con nít nào. Lão bần thần hồi lâu, nhưng mau chóng quên bén đi, vì người mua nước của mấy làng lân cận cũng tấp nập kéo tới nhiều lắm.
Mãi tới sẩm tối lão Cần phải sai người đóng cổng lại, báo là ngày mai mới mở bán. Lão hí hửng ôm đương tiền vào trong nhà để đếm lại. Mụ Trang từ sáng cũng luôn mồm miệng, lúc này cũng mệt rũ ra. Mụ ngồi xuống bậc tam cấp hổn hển thở, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mặt mụ, dưới bậc thềm có cái lu sảnh đựng nước giếng mới múc lên hồi chiều. Mụ mệt mỏi đứng dậy tiến lại. Mụ định bụng phải uống ít nhất mấy cái gáo dừa thì họa Trăng mới đỡ khát. Mụ Trăng cầm cán gáo khom người toan múc thì bỗng rùng mình buông rơi cái gáo nước xuống đất. Là vì dưới đáy lu trong làn nước trong vắt, mụ thấy khuôn mặt của con Manh, đứa ở mà mụ nhẫn tâm giết 3 ngày hiện ra rõ mồn một, nghiêm mặt nhìn mụ bằng đôi mắt oán trách. Mụ lảo đảo trở lại vị trí cũ, mệt mỏi ngồi xuống và từ từ rút khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Ngồi một lúc để lấy lại sự bình tĩnh, mụ đứng dậy vào phòng khách, vô tình ngước nhìn vào góc nhà thì suýt giật mình thét lên. Trong góc nhà tối om, thằng con trai mụ đứng đó lù lù, ngẩng đầu nhìn mụ chằm chằm. Cái nhìn lạnh lẽo và thù hằn làm mụ có phần hốt hoảng lắm. Mụ quay đi tránh ánh mắt đứa con trai rồi quát. Sao con đứng đấy? Làm u giật cả mình. Đi ra nhà sau để con sang nó tắm giặt cho. Nhanh lên. Đáp lại lời mụ không phải tiếng thằng con trai, mà là giọng nói thoát tục chậm chậm. Tao nằm ở giếng 3 ngày nay rồi, có bẩn đâu mà tắm. Mày có tắm không? Tao đưa mày ra giếng luôn này. Mụ Chàng tái mặt quay ngược người lại, nhìn thằng con chằm chằm thì lạ thay chẳng thấy có ai ở đó cả. Ngoái nhìn ra ngoài sân, thằng bé đang chơi trò úp lá khoai với đám gia nhân ngoài nhà. Mụ Chàng thấy sự lạ, run rẩy bỏ ra hè, lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột và nhắm mắt. Cho đến khi tiếng con Sàng gọi vào ăn cơm, mụ mới đỡ đẫn tiến vào, trong lòng hoang mang lắm. Mụ Trang hoảng loạn, nhanh chân lết cơ thể mệt mỏi vô nhà ăn, thì bất ngờ trên ngọn cây xoan đào trồng bên trái nhà réo lên 3 tiếng qua ai oán, xé toạc tầng không như tiếng réo vong hồn giữa đêm trường tịch mịch. Liền sau đó là 3 tiếng gõ cổng dồn dập vọng lại, làm mụ kinh hãi lùi lại mấy bước. Mụ căng mắt nhìn ra cánh cổng gỗ lim to bản, thì tuyệt nhiên tiếng động đó biến mất. Đám gia nhân chơi cùng cậu cả lại chẳng may nghe thấy gì. Chưa kịp định thần thì một chàng cười the thé vọng lại từ bên hông nhà. Liền sau đó, cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình giật tung ra, cuốn theo làn gió lạnh lẽo tột cùng ập vào, làm chỉ mấy giây sau mụ Trang có rúm cả người lại. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, lão Bá đã bỏ về sau khi dùng xong bữa để kịp tham gia cái chiếu tổ tôm với mấy lão hương thân trong làng. Trang Thượng Tuần soi tỏ lên vách nhà, rọi vào nơi mụ Trang đang nằm ngủ, hát bóng mụ đổ ập lên tường. Lúc ấy tầm nửa đêm, mụ đang ngủ thì nghe có tiếng loẹt xoẹt như tiếng ai đang quét lá khô vọng ra bên hông nhà, cạnh cái cửa sổ mụ đang nằm. Mụ nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc. Ngoái nhìn ra cửa sổ thì áng chừng mới quá nửa đêm một chút. Mụ ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đã buộc chặt, rồi lẩu bẩu trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt đứa nào còn đi ở sau nhà làm gì. Những tiếng loẹt xoẹt càng lúc càng lớn rồi vào tai mụ liên hồi. Liền sau đó là tiếng trẻ con chơi đùa khúc khích vọng ra từ bên trái nhà. Hình như chúng đang thì thầm điều gì đó. Mụ Trang định thần lắng tai nghe thì nhận ra đó là bài đồng dao quen thuộc. 12 trong trống, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt. Thụt ra thụt vô, có thằng té giếng, có thằng té sình. Úi chà, úi ra. Mụ bực mình hất tấm chăn mỏng đang trùm trên người, rồi bước xuống giường đặng ra sau nhà xem xét. Bên ngoài gian nhà chính, một không gian tối om như mực càng làm cho không khí căn nhà thêm phần ngột ngạt đến khó thở. Mụ hé hé đẩy cửa, rồi mon men tiến về phía sau hông nhà, thì chẳng có ai ở đó cả. Mụ bực mình chửi đồng trong nguôi cơn giận,
Mẹ kiếp, không có ai là sao? Đứa nào mà lẻn vào nhà bà đêm hôm, để ba mà bắt được thì bà dìm chết nghe chưa? Nói rồi, mụ quay người tính trở vào nhà. Đi chưa được ba bước thì âm thanh loẹt xoẹt lại vọng lên đều đều. Mụ điên tiết quay người về phía sau, nơi phát ra âm thanh đó, thì mụ chợt hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Vì trước mắt mụ, ngay chỗ hông nơi đầu nhà, cách mụ chỉ 20 bước chân, dưới ánh sáng vàng vọt của trăng thượng tuần, thằng con trai mụ đang ngồi chơi với một đứa khác. Đứa bé đó tóc tai ướt sũng, toàn thân trương ra như con nhà giàu béo phì. Bất thần, đứa bé quay ngoắt đầu lại, ngoác miệng nhìn mụ. Một giây thoáng qua, mụ nhận ra khuôn mặt sưng phù như cái mẹt bánh đúc đó chính là con bé Manh. Mụ chàng kinh hãi hét lên rồi choàng mở mắt, nhận ra chỉ là một giấc mơ. Mụ kinh hãi đưa tay lên lau đám mồ hôi trên mặt, ướt đẫm cả cánh yếm đào trên người. Định thần nhớ lại tất cả những chuyện quỷ dị xảy ra từ lúc cái giếng bất ngờ đầy nước. Mụ thất thần với lấy cái áo mỏng choàng lên người rồi tiến ra nhà ngoài. Mụ đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng bất an lắm. Từ lúc chiều tới giờ, từ khi nghe thấy ba tiếng quạ réo bên cây xoan, làm mụ bỗng có một sự cảm không lành trong lòng. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Mụ chàng ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt mụ đã xíu cả lại, đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ vọng lên, dội thẳng vào tai, làm mụ mở trừng hai mắt. Mụ với tay bật ngọn đèn máng trên vách thì một bóng đen kêu thét lên, tới lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Mụ giật mình né tránh, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Mụ đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Mụ lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo quỷ chui vào ngồi trên nóc tủ từ lúc nào mà mình không hay nhỉ? Cả mấy tuần nhang sau, chắc là đã quá giờ Sửu, mụ mới rón rén mở cửa để đi tiểu, rồi lại rất nhanh lại trở lại buồng nằm lăn qua lăn lại chăn trở. Có lẽ ánh đèn dầu sáng quá khiến mụ ngủ không được, hay tâm thức không cho mụ dám chợp mắt, nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến kéo sập mí mắt. Nghĩ thế, mụ nhìn quanh rồi cuộn mình trong chăn kín mít. Nhưng đèn dầu vừa tắt thì từ khoảng sân trước căn nhà, con chó mực mà mụ hết mực cưng chiều bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục, nghe rin rít làm mụ thấy rùng mình. Cuộn chặt tấm chăn lại, nhưng gai ốc vẫn dựng hết lên. Mụ đưa hai tay bịt tay lại, nhưng con chó lại trù lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà không ai nghe thấy? Mụ chờ đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình mụ nghe được. Mụ nằm co quắp ôm cái gối vào lòng, mắt lòm lòm nhìn ra ô cửa sổ đã cài then vì sợ nước mưa hắt vào giường. Mụ đang miên man trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, không hiểu sao đêm nay mụ cảm nhận có một thế lực vô hình luôn theo dõi nhất cử nhất động, làm mụ rùng mình ớn lạnh. Chợt bên ngoài cửa sổ, tiếng hát đồng dao lúc nãy lại khẽ cất lên. Lần này có chiều ai oán lắm, kèm theo đó là một tiếng tùng vọng ra như có ai bê tảng đá mà ném xuống cái giếng sau nhà. Khí huyết mụ như nghẹn lại, mụ sợ hãi nhìn chằm chằm ra cánh cửa sổ tối om. Tiếng hát đồng dao rất nhanh chuyển thành một tràng âm thanh quái dị. Nó vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khủng khục trong cổ họng. Xen lẫn vào đó là tiếng như ai đó lấy sợi dây thừng mà xiết vào cổ. Tiếng thở khò khè, gấp gáp lắm. Mụ đun rẩy mon men tiến ra cửa buồng. Một giây thoáng qua thôi, trên cái xà nhà cách cửa buồng tầm 2 mét, một cái xác thắt cổ treo lủng lẳng đang đong đưa. Cái xác trường phành, hai con người nổi ra, thứ mỡ nhất chảy từ hai cẳng chân nhỏ tong tòng xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ họng nháo nhét cái thứ thịt hôi thối. Âm thanh bài đồng dao chốc lát lại phát ra từ đó.
Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi cơn giông tố, không gian hỗn loạn. Dưới ánh chớp đì đùng, cánh cửa gỗ lim to bản bị một sức mạnh làm bật tung ra, làm căn nhà bốn bề lọt gió. Nước mưa hắt vào ướt đẫm trong nhà, mặt đất chất đầy dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập mùi nội tạng rữa nát mùi vị, làm Mụ đứng chết chân và nhanh chóng cập bụng nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh rất nhanh đưa tới cảm giác lờm lờm, đặc quánh trong cổ họng. Mụ muốn vùng chạy nhưng đôi chân không chịu nghe lời chủ. Đôi mắt trợn trừng lạc thần nhìn chòng chọc vào cái khung cảnh ma quái đó. Giữa bão bùng mưa gió, sấm chớp rập trời, hình ảnh cái xác đang dần quắt queo được khô đét lại. Một tiếng bộp khô khốc rơi xuống, đầu cái thây rơi bịch xuống, còn cái cần cổ có lẽ do sợi dây thừng buộc chặt nên cứ lơ lửng không rơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa khô đó rơi sát cửa buồng. Nó nhìn thẳng vào Mụ rồi cất giọng cười the thé, thứ âm thanh như thoát tục vọng ra. Bà chủ ơi, cái đầu con ngâm nước lâu quá bị rụng ra rồi. Bà khâu đầu cho con với, để con còn chơi úp lá khoai với cậu chủ. Con đây, con manh đây. Mụ kêu thét lên rồi lao mình ra ngoài cửa, điên cuồng lao xuống nhà ngang nơi con Sang ngủ lại. Mụ kinh hãi lao sộc vào phòng con Sang, miệng run run gọi to. Sang! Sang ơi! Cứu bà với! Cứu bà với Sang ơi! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân ngập nước mưa, hắt ánh sáng vào trong phòng, đủ để soi sáng xác con Sang đang nằm trên giường, đầu ngửa ra đất. Đầu nó bị lột sạch ra, lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm. Trên cổ còn hằn lên dấu dây thừng tím lịm. Hai con người lồi tướng nhìn chòng chọc vào Mụ. Mụ thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã ngồi xuống. Mụ bỏ lết ra cổng rồi đứng hẳn ở giữa khoảng sân đầy mưa gió. Cái xác trong nhà vẫn giãy giụa điên cuồng rồi rơi bịch xuống đất. Hai tay xanh xám mò mẫm dưới đất tìm cái đầu để lắp lại. Mụ á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Cái thây ma của con bé manh chậm chậm bước ra ngoài và lầm lũi tiến về hông nhà. Nó đứng nép ở bên hông rồi giơ tay vẫy vẫy. Mụ trang như vô hồn lầm lũi đi theo, nhắm cái hướng mà tiến bước. Tin Mụ trang và con hầu chết trong nhà lan ra nhanh lắm. Thằng bé con chẳng biết đã bỏ đi đâu. Làng xóm thịt xì xào là nhà lão Cần hết phúc nên ma quỷ tìm về báo oán. Đám liệm của Mụ trang đang diễn ra thì lão Cần đạp đổ hương án, không cho táng Mụ ở làng mà bắt bó chiếu đem ra sông thả. Sau vụ ấy, lão hóa điền luôn. Lão đem hết của cải bao năm tích cóp đem phát cho dân làng, làm ai nấy đều không tin vào mắt mình. Sau đó, lão trở về đốt luôn căn nhà của Mụ trang và treo cổ chết luôn trong căn nhà rừng rực lửa. Dân làng hò nhau dập lửa. Lẫn trong đám cháy dữ dội, có tiếng trẻ con cười khúc khích và bài đồng dao lại cất lên ai oán. Ngược thời gian, sau khi con bé Mạnh bị xiết cổ rồi quẳng xuống giếng chỉ 3 ngày. Lúc ấy là khoảng đầu giờ Sửu, một đêm mùa hè ở trấn Quan Lăng thuộc Mạn Đà Giang, cách làng Bến Hòa những mấy trăm dặm. Sau khi nghe tin của vị thầy Pháp đến đưa tiền rồi căn dặn lời con bé nói, ông Dĩnh lập tức thu dọn đồ đạc, rồi ngay trong đêm cùng lão ăn mày trong bộ dạng thầy Pháp rời làng đi ngay. Vì ông Dĩnh biết con gái ông không phải người thường, con bé đã tính toán gì là y rằng đúng. Dù bà Xoan thương con, cứ dùng rằng không muốn đi, nhưng ý ông đã quyết. Cực chẳng đã, bà đành lầm lũi theo chồng, bỏ làng đi mất dạng. Dự là sau khi đến nơi ở mới, sẽ sai người mang tiền đến chuộc đứa con gái tội nghiệp, nhưng hiếu thảo về. Có số tiền kiếm đó, ông bà nhanh chóng dựng cho mình một căn nhà khang trang, có gia nhân ra vào, ruộng đồng cả chục mẫu, lại ở ngay sát điển viên nhà lão ăn mày khi xưa, nên có phần cũng bớt hiu quạnh. Tối hôm trước hai ông bà đã chuẩn bị sẵn tiền vàng để đi chuộc con. Rạng sáng hôm sau,
Nhằm đúng giờ tí canh ba, bà Xoan choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc, rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, bên cái mùng rộng màu trắng đục, ông Diễn vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông nằm ngủ, miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm, chờ đi chôn. Bà run rẩy gọi ông Diễn dậy và kể lại cho chồng chuyện con Manh hiện về báo mộng là đã chết từ mấy ngày. Trong giấc mộng đó, con Manh kể nó là đứa con gái kiếp trước bị gia đình lão Cần hãm hiếp rồi vùi thây ở nghĩa địa. Oan oan tường báo, sau khi trả hết nợ thì nó đi. Lại dặn ông bà rằng Diêm Vương thương cảm nên cho nó trở lại nhân gian mà làm con cái ông bà một lần nữa. Nó sẽ tìm đến không cần ông bà nhọc công. Ông Dĩnh kinh hãi há hốc mồm không tin chuyện đó, dù bản thân ông biết con gái mình chẳng phải người thường từ lâu. Đang tính sai gia nhân gióng ngựa để ông về làng thì nhà lão ăn mày khi xưa đột nhiên phát ra tiếng khóc lóc thê thảm. Đứa con gái của lão chẳng may té giếng chết. Vợ chồng lão Dĩnh tạm gác lại chuyện về làng mà lao sang nhà lão ăn mày. Cái xác con bé còn ấm chứng tỏ chưa chết lâu. Ngay khi vợ chồng ông Dĩnh chạm vào thì bất ngờ con bé mở trừng mắt, khóc lóc ỉ ôi, làm cả đám gia nhân kinh hãi ngã ngồi xuống, mặt tái mét không thành lời. Con Manh nhìn khắp lượt rồi ôm chầm lấy ông bà Dĩnh. Vết bớt phượng hoàng chợt rõ hơn bao giờ hết. Nó quay sang nhìn lão ăn mày rồi bảo: "Ông lão, ông còn nhớ tôi không? Tôi Manh đây, con bé ông gặp ở chợ dạo trước đây." Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện thứ hai thì kết thúc rất là có hậu, và cuối cùng con Manh đã mượn xác hoàn hồn trở về làm con của ông bà Dĩnh. Và hai câu chuyện này đều rất là hay và thú vị, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận suy nghĩ như thế nào thì comment cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai 21 giờ. Và hy vọng quý vị có thể dành cho Duy Thuận và câu chuyện ngày hôm nay một nút like, chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và đừng quên bấm chuông để nhận được những video tiếp theo nhé. Và quý vị thân mến, Thuận cũng như ekip thì đang cố gắng để đạt được nút bạc trong thời gian sớm nhất có thể. Nên hy vọng được rằng là quý vị cũng sẽ ủng hộ đăng ký thật là nhiều để cho kênh nhanh chóng chạm tay đến nút bạc. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua của quý vị. Chúc cho quý vị ngủ ngon nha. Và tối mai chúng ta sẽ gặp lại với một câu chuyện khác.